MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 140. Âm Tuyệt nghe được Tiêu Phàm mà nói, suýt chút nữa không có một ngụm láo huyết phun ra, vừa mới hắn là tự cho là chiếm cứ thượng phong, có thể quét ngang đệ nhất thành, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm tên biến thái này, lại có nhiều ngày như vậy thần cảnh linh hồn phân thân, đây không phải đùa nghịch người sao? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh mà nói, ngươi có thể lăn. Tiêu Phàm nhất khuôn mặt chê nhìn xem Âm Tuyệt đảo. Âm Tuyệt hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đường đường lâu năm cổ thần cảnh cường giả, cư nhiên bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ không nhìn, khẩu khí này hắn nơi nào nuốt trôi đi. Huống hồ, lần này tới, hắn vốn là hủy diệt phi kiếm môn, thuận tiện thu lấy Thanh Nham bộ lạc, Lưu Vân Tông trở tứ đại bất nhập lưu thế lực địa bàn. Chẳng qua là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút trong vòng một tháng, nhất thống phi kiếm môn cái này tam lưu thế lực hòa mặt khác tứ đại bất nhập lưu thế lực cái thế lực này thực lực như thế nào. Vốn cho là hủy diệt Tu La Điện chỉ là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tu La Điện cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta nếu không lăn đâu, Âm Tuyệt sát khí bừng bừng đảo, muốn cho hắn cứ như vậy rời đi, vậy làm sao có thể đâu. Ngươi nếu không lăn, vậy thì nhìn tận mắt bọn hắn chết đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ đảo, ta chỉ có lòng tốt, không để ngươi thấy người một nhà chết ở trước mắt mà thôi. Âm Tuyệt vừa định mở miệng phản bác, nhưng là nhìn thấy nơi xa lần lượt từng thân ảnh bay vụt mà tới, rất nhanh, lục đạo máu me đầm đìa thân ảnh quỳ sát tại Tu La Điện trước cửa quảng trường, ngoại trừ Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, còn có thể là ai đâu. Điện chủ uy vũ. Lúc này, Tu La Phong bốn phía vang lên từng đạo âm thanh kích động, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như đang nhìn thần minh đồng dạng, tràn đầy kính sợ. Một ít phi kiếm môn cùng tứ đại bất nhập lưu thế lực tu sĩ thấy thế, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn bị Hàn Lê mang đến, nguyên bản trong lòng liền nín một tia khó chịu, phía trước nhìn thấy Thiên Âm Tông tông chủ tự mình đánh tới, bọn hắn càng là hoảng sợ không thôi. Mà giờ khắc này, sự tình hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, Thiên Âm Tông tông chủ căn bản không có bọn hắn tưởng tượng nhẹ nhõm đổ diệt thành này cùng Tu La Điện. Ngược lại kết quả hoàn toàn tương phản. Tu La Điện so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, mấy ngày liền Âm Tông thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều giống như giết gà tử đồng dạng đơn giản. Ngươi, Âm Tuyệt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thật lâu mới phẫn nộ quát, thả bọn hắn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, Tiêu Phàm làm ra một bộ sợ bộ dáng, trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm lại mặt như băng xương, khinh thường nói, thực lực của ngươi không thế nào, da mặt cũng không phải bình thường dày. Nếu là Thiên Âm Tông người người đều giống như ngươi, ra mặt liền có thể chế tạo tường đồng vách sắt. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, lạnh như băng phun ra một chữ, giết. Giết. Một chữ phun ra, giống như lôi âm đồng dạng, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bốn cỗ linh hồn phân thân cùng thần thiên nghiêu cùng với quỷ thiên cừu, đột nhiên đồng thời trưởng thành đao, không chút lưu tình nộ chạm mà ra. A tương đương, liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh cường giả đầu người cùng nhau rơi xuống đất, trên cổ phương phun ra dài hơn một trượng cột máu. Tê tương đương, đệ nhất thành tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, da đầu cảm giác có chút run lên. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong A, vậy mà nói giết liền giết. Nếu như có thể chiêu hàng bọn hắn, Tu La Điện nhưng là nhiều lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả A. Có thể Tiêu Phàm. Vậy mà không có chút nào bất cứ chút do dự nào liền giết bọn hắn. Tàn nhẫn, quả quyết, cường thế. Đây là những cái kia không hiểu rõ Tiêu Phàm nhân đối với Tiêu Phàm nhận biết, mà Tu La Điện người, lại tựa như sớm đã thành thói quen đồng dạng, cảm giác máu trong cơ thể đều sôi trào. Hắn thật đúng là dám a, dạng này giết Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Thiên Âm Tông điên cuồng trả thù sao? Nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Một cái tay che miệng. Váy đen nữ tử ánh mắt lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, nàng rất muốn nhìn thấu Tiêu Phàm đến cùng còn có cái gì dựa dẫm. Một cái chỉ có một cổ thần cảnh thế lực, dựa vào cái gì cùng lâu năm tam lưu tông môn Thiên Âm Tông so sánh. Tất nhiên bây giờ giết lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể trấn trụ Âm Tuyệt, chỉ khi nào Âm Tuyệt lấy lại tinh thần,
Giơ lên trời Âm Tông tất cả lực lượng đánh tới, Tu La Điện có thể chưa chắc có thể chống đỡ được. Bản tông chủ muốn xé sống ngươi. Tức giận tiếng gào thét từ âm không hề bên trong truyền ra, bị một cái tiên thần cảnh tu sĩ không nhìn, đã đầy đủ nhường hắn nổi giận. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại còn ở ngay trước mặt hắn, tại hắn âm tuyệt ngay dưới mắt, đem hắn Thiên Âm tông nhân giết đi. Nếu là hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, về sau còn như thế nào tại Thiên Âm tông tu sĩ trước mặt lập uy? Thoại âm rơi xuống, vô tận khói đen lăn lộn, khói đen hóa thành một cái quỷ trưởng, hướng về Tiêu Phàm giận chụp xuống, thiên địa run lẩy bẩy, không gian đều rất giống bị phong tỏa lại. Đây là thất tuyệt trưởng. Nghe đồn chỉ có tuyệt tình tuyệt tính chất người mới có thể đủ tu luyện, tại thần thông bên trong, cũng coi như là tương đối cường đại. Không tệ, mới có thể coi là huyền giai thần thông, uy lực cùng linh giai thần thông so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Một kích này, đoán chừng cổ thần tiền kỳ, cũng muốn dùng toàn lực mới có thể ngăn cản. Một chút thái cổ thần giới tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Tu La Phong bốn phía tu sĩ, càng là điên cuồng hướng về nơi xa thối lui, có bao xa liền trốn xa hơn. Vẹn vẹn chỉ là một trường cương, liền bao phủ phương viên hơn 10 dặm, có thể tưởng tượng được một kích này cường hãn, huyền giai thần thông, oanh sát cổ thần cảnh đều không có ở đây lời nói phía dưới. Lan, nhìn thấy cái kia trường cương oanh sát mà tới, Tiêu Phàm trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, cơ thể đạp không dựng lên, một tay nắm giò xét ra ngoài, giống như chảo không phải chảo, giống như trường không phải trường. Tốc độ kia, nhanh như chớp lóe, dù là cổ thần cảnh tiền kỳ, cũng chỉ có thể bắt được một đạo quang mang. 3. Âm Tuyệt còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, một đạo dấu năm ngón tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, một ngụm răng toàn bộ vỡ nát. Cái loại cảm giác này, liền giống với bị một viên sao băng đập trúng đồng dạng, toàn thân gân cốt vỡ nát, đau hắn nghe răng trợn mắt. Oanh một tiếng vang, Âm Tuyệt cơ thể giống như đạn pháo, hung hăng nện ở đệ nhất thành ra một ngọn núi phía trên, mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Một trường này, đem tất cả mọi người đều đánh hôn mê, tất cả đều ngây ngốc nhìn phía xa. Tê tương đương. Thật lâu, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh lúc nào cũng truyền đến, tất cả mọi người đều tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là cổ thần cảnh A, cư nhiên bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ một cái tát bay. Cái này thật chỉ là một cái chiến thần cảnh làm sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, không có ai sẽ tin tưởng đây hết thảy, nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là thiên phương dạ đàm. Hỗn trướng. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ từ đệ nhất thành bên ngoài truyền đến, nhưng là nhìn thấy Âm Tuyệt toàn thân chật vật từ trong một mảnh phế tích xông ra, trên mặt còn mang theo một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Không cần nghĩ cũng biết, một trường này chính là vừa rồi Tiêu Phàm quất. Còn chưa cút, Tiêu Phàm sắc mặt đạm nhiên, đứng lơ lửng trên không, còn người băng lãnh đằng đằng sát khí nhìn xem trùng sát tới Âm Tuyệt. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia con người băng lãnh, Âm Tuyệt nhưng là quỷ thần xui khiến dừng lại thân hình, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm bất an. Tông chủ bị dọa, cách đó không xa, Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Ai cũng không ngờ tới, đường đường Thiên Âm tông tông chủ, cư nhiên bị Tiêu Phàm một câu nói gây kinh hãi, thật sự đứng ở đó không nhúc nhích, không dám lên phía trước. Âm Tuyệt cũng phát hiện tự có chút không thích hợp, chính mình vậy mà tại sợ một cái thiên thần cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn 10 phần ảo não, thế nhưng là hối hận đã vô dụng. Nhục thân thần thông ngươi không bằng ta, linh hồn ngươi cũng không bằng ta, nếu không thì, ngươi thử lại một chút thần cách. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, mặt coi thường nhìn xem Âm Tuyệt đảo. Nghe nói như thế, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng khó coi, nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt. Đột phá đến thiên thần cảnh sau đó, tu luyện là thần thông, người bình thường muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, cũng là cực kỳ chật vật. Tiêu Phàm tự hỏi thiên phú bất phàm, nhưng đến bây giờ, cũng cảm thấy tỉnh một loại tiên thiên thần thông, đó chính là ngự. Có thể tưởng tượng được thức tỉnh tiên thiên thần thông gian khổ. Bởi vậy, phần lớn người tu luyện cũng là hậu thiên thần thông. Mà thần thông, từ dưới mà lên, phân biệt chia làm linh giai, huyền giai, địa cấp cùng với thiên cấp, mỗi một giai ở giữa uy lực đều chênh lệch rất lớn. Tiêu Phàm vừa mới cùng hắn Âm Tuyệt đối oanh thần thông, nguyên bản Âm Tuyệt cho là hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền sát Tiêu Phàm, dù sao, hắn thi triển chính là huyền giai thần thông thất tuyệt trưởng. Tại một đám tam lưu trong thế lực, nắm giữ huyền giai thần thông cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Âm Tuyệt sở dĩ có thể sáng lập Thiên Âm Tông,
ở mức độ rất lớn cũng đắc ý với hắn thất tuyệt trưởng. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà tu luyện địa cấp thần thông, lại thêm cái kia có thể so với cổ thần cảnh tiền kỳ sức mạnh thân thể, lại có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Nghĩ tới đây, Âm Tuyệt trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ tham lam, nếu như có thể nhận được Tiêu Phàm trên người địa cấp thần thông, thực lực của mình thế nhưng là lại có thể nâng cao một bước a. Đến lúc đó, bằng vào sức mạnh thân thể, hắn cũng có thể là cùng cổ thần cảnh trung kỳ cường giả ngạnh kháng. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là nhục thân có thể chiếm được thượng phong, hắn Âm Tuyệt muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không khó, dù sao hắn chính là thần tu, công kích linh hồn có thể trong nháy mắt gạt bỏ Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, cường độ linh hồn cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải nó có thể nghiền xác. Đến nỗi Tiêu Phàm nói tới so thần cách, Âm Tuyệt cũng không dám, dùng thần cách công kích thế nhưng là tương đương với dùng mạng của mình đang liều. Mặc dù bình thường mà nói, tu sĩ thực lực càng mạnh, mệnh cách cũng càng cường đại, nhưng mà, trên đời này thế nhưng là còn có một loại gọi là thiên hữu người. Thiên hữu người vừa ra đời liền chịu đến phóng lên trời phù hộ, mệnh cách tôn quý vô cùng cùng cường đại, đừng nói hắn chỉ là cổ thần cảnh, chính là thần vương, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Cho nên, tu sĩ không đến ép vào tuyệt lộ thời điểm, bình thường là không biết dùng mệnh cách của mình công kích, trừ phi đã không đường có thể lui. Bây giờ Âm Tuyệt không lộ có thể lui sao? Rõ ràng không phải, hắn còn có thể nhẹ nhõm rời đi, hắn dù sao cũng là một tông tông chủ, đối phó Tiêu Phàm cũng không nhất định muốn tự mình ra tay. Thậm chí, bây giờ cũng chưa hẳn là thực lực chân chính của hắn, có thể trở thành nhất tông chi chủ, Âm Tuyệt cũng không khả năng như mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta với ngươi liều chết? Âm Tuyệt lạnh rên một tiếng, một bộ ta không bên trên ngươi làm bộ dáng, khinh thường nói, sau lưng ta nhưng là toàn bộ Thiên Âm Tông, giết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, không dám chính là không dám, tất nhiên không dám, vậy còn không xéo đi. Tiêu Phàm nhưng không có cái gì tốt ngữ khí. Trong lòng của hắn nhưng là cười lạnh không thôi, cái này Âm Tuyệt so với hắn tưởng tượng muốn nhát gan rất nhiều, khó trách chỉ là một cái tam lưu tông môn tông chủ, liền liều mạng quyết đoán cũng không có. Ngươi, Tiêu Phàm trái một câu lăn, phải cũng là một câu lăn, nhưng Âm Tuyệt phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn lại vô lực phản bác. Liền cho mình tông môn người báo thù dũng khí cũng không có, ngươi không xứng là nhất tông chi chủ. Tiêu Phàm sấn nhiệt đả thiết nói. Nguyên bản ta cho là Thiên Âm Tông như thế nào cường đại, không nghĩ tới ngay cả tông chủ cũng là cái hèn nhát, ai, thực sự là quá thất vọng rồi. Ai nói không phải thì sao, Lưu Vân Tông hủy diệt, ta dù sao cũng là cái thiên thần cảnh, vốn đang dự định đi đầu quân Thiên Âm Tông, nhưng bây giờ, ta không muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Cái này thứ nhất thành sau lưng không biết kêu cái gì thế lực, bất quá nghĩ đến có thể hủy diệt Phi Kiếm Môn, Lưu Vân Tông mấy thế lực lớn, hắn thực lực cũng chắc chắn không kém. Ai nói là bị diệt Phi Kiếm Môn, nhân ra là nhường Phi Kiếm Môn cùng cái kia mấy đại thực lực thần phục tốt a, đây chính là hoàn toàn không giống. Thứ nhất thành bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ nghe được Tiêu Phàm mà nói, bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên, trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản còn đang suy nghĩ gia nhập vào Thiên Âm Tông, nhưng là bây giờ, Âm Tuyệt quá làm cho bọn hắn thất vọng. Tu sĩ sở dĩ gia nhập vào các đại thế lực, không phải là vì tìm kiếm một cái bảo hộ sao. Một cái liền cho mình tông môn tu sĩ báo thù dũng khí cũng không có tông chủ, nếu như gia nhập vào trong đó, lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một nụ cười, sau đó cố ý gia tăng âm thanh, truyền khắp tứ phương đạo, bản thân nãi đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, hiện rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập vào. Tiêu Mỗ thực lực tất nhiên có hạn, nhưng Tiêu Mỗ dùng người đầu cam đoan, nếu như có người khi dễ đến thứ nhất thành tu sĩ trên thân, Tiêu Mỗ định dùng ta đây nhỏ yếu thân thể, tới liều mạng đến cùng. Nhục ta thứ nhất thành giả, giết. Lấn ta thứ nhất thành giả, giết. Nhục ta thứ nhất thành giả, giết. Lấn ta thứ nhất thành giả, giết. Tiêu Phàm âm vang có lực lời nói, như là sấm nổ đồng dạng, rung động tại tất cả mọi người trái tim, thứ nhất thành tu sĩ cảm giác huyết dịch đều sôi trào một cái giống như. Bọn hắn thân là thứ nhất thành người, có dạng này thành chủ, còn có cái gì có thể cầu đâu. Dù là những cái kia phía trước đối với Tiêu Phàm còn có ngăn cách Phi Kiếm Môn cùng tứ đại thế lực cường giả, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành có chút bất đồng rồi, trong con ngươi thoáng qua một tia kính sợ. Ta nguyện ý gia nhập vào thứ nhất thành. Ta cũng nghĩ gia nhập vào thứ nhất thành bên ngoài, rất nhiều tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ,
muốn gia nhập vào Thứ Nhất Thành. Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nhiêu bọn người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cái này rõ ràng là cùng Địch Tông Tông chủ đại chiến tốt a, như thế nào đột nhiên đã biến thành chiêu mộ tu sĩ. Bọn hắn phía trước còn đang vì Thứ Nhất Thành không có người mà phát sầu đâu, bây giờ trải qua Tiêu Phàm nháo trò như vậy, kế tiếp Thứ Nhất Thành đoán chừng kín người hết chỗ. Dù sao, Tiêu Phàm phía trước thu phục Phi Kiếm Môn cùng tứ đại thế lực thế nhưng là có trên trăm tòa thành trì, nhân khẩu tuyệt đối là đến hàng chục tỷ. Coi như Thứ Nhất Thành cố ý nâng lên tiêu chuẩn, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều người lần lượt gia nhập vào. Cùng Âm Tuyệt một trận chiến, rất nhiều người đã thấy Thứ Nhất Thành tiềm lực, ít nhất đã không kém gì Tam Lưu thế lực. Hắn là đã sớm tính toán kỹ sao? Tu La Phong phía dưới, Quân Như Hoan ngẩng đầu hít sâu một cái nói, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Đã trải qua chiến hồn đại lục một trận chiến, Quân Như Hoan đối với Tiêu Phàm trí tuệ cùng thủ đoạn đã có biết, nhưng mà hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng càng thêm thông minh, mưu tính cũng càng lâu dài. Có lẽ, Tiêu Phàm đã sớm biết Thiên Âm Tông sẽ đến ở đây, đầu tiên là sát Thiên Âm Tông cổ thần cảnh trưởng lão, sau đó lại thất bại Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt. Liền hai chuyện này, đã đủ để cho Thứ Nhất Thành tạo thế, nhưng một chút bất nhập lưu thế lực thay đổi cách nhìn, đoán chừng không được bao lâu thời gian, những thế lực kia liền sẽ nhao nhao phụ thuộc Thứ Nhất Thành. Hỗn trướng, Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Nếu như hắn còn không biết Tiêu Phàm là ở lợi dụng hắn, đây cũng là không phải Nhất Tông chi chủ. Lan, Tiêu Phàm thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh, tiện tay một trường vung ra, bàn tay của hắn tỏa ra vô lượng quang mang, chói mắt vô cùng, một cái sáng chói đại thủ gào thét mà ra. Ba, lại là một tiếng vang dội, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Âm Tuyệt lần nữa bị hung hăng một cái tát bay ra ngoài. Lại bị tát bay, đám người lần nữa trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin được. Nếu như nói lần thứ nhất quất bay Âm Tuyệt chỉ là vận khí mà thôi, cái kia lần thứ hai đâu? Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm quất bay Âm Tuyệt là như thế nhẹ nhõm, không biết còn tưởng rằng Âm Tuyệt chỉ là một chiến thần cảnh mà thôi. Thực lực tuyệt đối. Bây giờ, tất cả mọi người đối với Tiêu Phàm thực lực đều có một cái rõ ràng nhận thức, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đem cổ thần cảnh tiền kỳ thần tu cường giả liên rút hai bàn tay. Điện chủ không phải là cố ý đạp Thiên Âm Tông thượng vị a? Thần Thiên Nghiêu trong đầu trước tiên toát ra một cái ý nghĩ, quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm cũng quá biến thái, vậy mà từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền suy nghĩ lấy tính toán Thiên Âm Tông. Đi qua sự tình vừa rồi, Thứ Nhất Thành danh tiếng, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chung quanh thành trì cùng thế lực, đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít người gia nhập vào Thứ Nhất Thành. Đã như thế, Thứ Nhất Thành nhân khẩu thiếu hụt vấn đề, cũng rất nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là Thần Thiên Nghiêu nghĩ không biết là, Tiêu Phàm vì cái gì không tuyên bố Tu La Điện tồn tại đâu, vẹn vẹn lấy Thứ Nhất Thành đại biểu thế lực mới. Vừa rồi đó là địa cấp thần thông, Quỷ Thiên Cừu híp hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn cũng không có để ý Tiêu Phàm đem Thiên Âm Tông tông chủ quạt bay, trong đầu một mực tại hồi tưởng đến Tiêu Phàm vừa rồi thi triển thủ đoạn thần thông. Quỷ Thiên Cừu rất rõ ràng Tiêu Phàm nội tình, Tiêu Phàm tất nhiên có thể được xưng là thiên phú bất phàm, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn đều chỉ là tiểu thế giới người đi ra ngoài. Tiểu thế giới thủ đoạn thần thông, cơ hồ không có cái gì vào hắn Quỷ Thiên Cừu pháp nhãn, nếu như không phải Cười Thương Sinh trước kia thừa dịp hắn thụ thương đánh lén hắn, hắn cũng sẽ không bị Cười Thương Sinh khống chế. Tại Quỷ Thiên Cừu xem ra, Tiêu Phàm có thể thi triển ra huyền giai thần thông đã coi như là cường đại, dù sao, đại thế giới một chút thông thường thế lực hòa gia tộc, cũng đồng dạng chỉ có huyền giai thần thông. Địa cấp thần thông, cho dù tại thái cổ thần giới, cũng chỉ có nhị lưu thế lực cùng với một chút cực kỳ cường đại tam lưu thế lực mới có thể nắm giữ. Nhưng mà, vừa rồi Tiêu Phàm vậy mà thi triển ra địa cấp thần thông, cái này khiến Quỷ Thiên Cừu làm sao không kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ, đột nhiên, Quỷ Thiên Cừu tâm thần chấn động, con người run rẩy kịch liệt rồi một lần, chiến hồn đại lục thật sự có Tu La Vương truyền thừa, hơn nữa còn bị hắn lấy được. Nghĩ tới đây, Quỷ Thiên Cừu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi, trở nên có chút kính sợ đứng lên. Tiêu Phàm không hiển sơn không lộ thủy, vậy mà đã sớm lặng lẽ thu được Tu La Vương truyền thừa. Nếu như chết đi đêm cửu thiên cùng đêm cửu u hai người biết Tiêu Phàm nhận được Tu La Vương truyền thừa sự tình, có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. Quỷ Thiên Cừu trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, là ta quá coi thường trí tuệ của hắn,
Có lẽ, ta điểm tiểu tâm tư kia, hắn đã từ lâu đã biết à. Quỷ Thiên Cừu bây giờ cũng không còn dám khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhìn như cái gì cũng không biết, nhưng mỗi một bước đều đi rất ổn, cái gì cũng là tính trước kỹ càng. Hắn biết, chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không yên lặng, sớm muộn sẽ trở thành một phương cự phách. Xa xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, váy đen nữ tử cũng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng cảm giác nặng nề đảo, vừa mới một kích kia, rất giống trong truyền thuyết Trích Tinh Tay. Ta nhớ được Trích Tinh Tay hình như là Huyền Nguyệt cổ vực một cái nào đó đại gia tộc a, chẳng lẽ hắn là Huyền Nguyệt cổ vực người? Lập tức váy đen nữ tử lại lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, thầm nghĩ, bất kể có phải hay không là, thực lực của hắn đã đủ để sánh ngang Thiên Vũ vực tuyệt thế thiên mới, nếu như mời hắn gia nhập vào 3 tháng phía sau thiên bảng chi tranh, lần này, ta U Vân phủ có đại ca cùng hắn, tất nhiên không cần điếm để. Nghĩ tới đây, váy đen cô gái tâm tư đã bắt đầu hoạt lạc, do dự chốc lát, nàng đột nhiên đạp không dựng lên, hướng về Tu La Phong chỗ bay đi. Danh con, ngươi thật sự cho rằng bản tông chủ sợ ngươi rồi không thành? Lúc này, bị oanh bay Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt lần nữa vọt lên, toàn thân khói đen cuồn cuộn, so với vừa rồi, khí thế của hắn càng khủng bố hơn. Rõ ràng, bị Tiêu Phàm quạt hai bàn tay, Âm Tuyệt thật sự nổi giận. Đang bay về phía Tiêu Phàm quá trình bên trong, Âm Tuyệt bỗng lấy ra một khối ngọc lệnh, cuồn cuộn thần lực tràn vào trong đó. Ngay sau đó, từng đạo sáng chói hào quang phóng lên trời. Đây là Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, hắn đây là muốn động viên Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, hủy diệt thứ nhất thành. Toàn bộ Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, đây chính là bảy đại cổ thần cường giả a, cho dù chết một cái, cũng còn có 6 cái cổ thần. Tê Tương Đương chạy mau, lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết. Thứ nhất thành có không ít tu sĩ nhận ra Âm Tuyệt thủ bên trong khối ngọc kia lệnh. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ít người đã bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phía trốn xuyên. Mà, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, theo số ít người trốn xuyên, người càng ngày càng nhiều đều gia nhập trốn xuyên trận doanh, ngoại trừ Tu La Điện người bên ngoài, chỉ có số ít người lưu lại. Thậm chí, ngay cả này vừa mới lời thề son sắt muốn gia nhập Tu La Điện nhân, cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bây giờ không trốn, qua phía dưới nếu là Thiên Âm Tông cổ thần cảnh cường giả đuổi tới. Nhưng là không trốn thoát. Bọn hắn tất nhiên nghĩ liên lụy thứ nhất thành cái này một chiếc thuyền lớn, nhưng là phải chiếc thuyền lớn này có thể tiếp tục tồn tại mới được, bây giờ chiếc thuyền lớn này đều phải chìm, bọn hắn cũng không muốn cùng thứ nhất thành chôn cùng. Khó trách điện chủ không muốn cho bọn hắn gia nhập vào Tu La Điện, chỉ là để bọn hắn gia nhập vào thứ nhất thành mà thôi, những người này, chính xác không có tư cách gia nhập vào Tu La Điện. Thần Thiên Nhiêu lắc lắc đầu nói, như thế hạng người ham sống sợ chết, Tiêu Phàm như thế nào có thể để bọn hắn gia nhập vào Tu La Điện đâu. Tu La Điện cần chính là tinh anh, những người này liền một chút đảm khí cũng không có, giống như một nhóm cỏ đầu tường, bọn hắn gia nhập vào Tu La Điện, ngược lại sẽ đem Tu La Điện gieo họa. Nghĩ tới đây, Thần Thiên Nhiêu không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng của hắn suy nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt chắc chắn không dễ nhìn. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, xem kỹ lấy những cái kia không có trốn chạy người. Thần Thiên Nhiêu biết, còn dư lại những người kia, tương lai nhất định sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng. Chỉ là hắn bây giờ lo lắng chính là, Âm Tuyệt đã vận dụng Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, qua phía dưới bọn hắn sẽ phải đối mặt thế nhưng là lục đại cổ thần cảnh, cùng với một đám thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm lúc này hắn đều cười ra tiếng, chẳng lẽ hắn có cái gì dựa dẫm không thành? Bây giờ, thứ nhất thành bên trong tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khẩn trương, dù là những cái kia không có trốn chạy người, bọn hắn cũng đồng dạng khẩn trương. Đám người sở dĩ lưu lại, không phải là bởi vì bọn hắn chân chính công nhận thứ nhất thành, mà là bọn hắn nghĩ liều mạng một cái cùng thứ nhất thành cùng chung hoạn nạn cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người đều biết đạo lý này, chỉ là bình thường người không dám đi đánh cược mà thôi. Bởi vì, thứ nhất thành cùng Trời Âm Tông so sánh, vẫn là quá yếu. Không bao lâu liền sẽ hủy diệt, một khi thứ nhất thành hủy diệt, lưu lại người cũng đồng dạng phải chết. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản tông chủ đã 1000 năm không có sử dụng tông chủ huyết sát làm. Âm Tuyệt sát khí đằng đằng nhìn xem Tiêu Phàm, ở cách Tiêu Phàm ngoài mấy ngàn trượng ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có xông đi lên, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng thủ đoạn quá quỷ dị. Tiêu Phàm nhưng căn bản không có nghe được lời của hắn đồng dạng. Ngược lại diễu cần nói, ta còn chưa thấy qua hèn như vậy nhân, bị quất hai bàn tay, rốt cuộc lại muốn lại gần, ngươi còn nghĩ để cho ta phiến mấy bàn tay sao?
Ngươi, Âm Tuyệt khí phẫn vô cùng. Những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người trong lòng thầm mắng, đại ca, nhân gia đã vận dụng tông chủ huyết sát làm đâu, ngươi còn đang suy nghĩ quất hắn bàn tay. Qua phía dưới toàn bộ thứ nhất thành có thể đều phải bị diệt, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào sống sót tới thực tế à. Không chỉ ngươi muốn chết, cái này thứ nhất thành tất cả mọi người đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Âm Tuyệt rất lâu mới biệt xuất một câu nói, uy hiếp Tiêu Phàm đạo. Đám người nghe được Âm Tuyệt lời nói, toàn thân khẽ run lên, những cái kia lưu lại thứ nhất thành mấy đại thế lực người, cũng bắt đầu do dự quyết định của mình. Mà những cái kia phía trước đã trốn chạy người, nhưng trong lòng thì mười phần may mắn mình chạy nhanh. Thành chủ này thần kinh quá lớn cái, lưu lại qua phía dưới chết như thế nào cũng không biết. Điện chủ, thần thiên nghiêu nhìn về phía Tiêu Phàm, cẩn thận nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, quay người nhìn về phía thần thiên nghiêu đạo, như thế nào, ngươi thấy ta đánh hắn, tay của ngươi cũng ngứa. Cái này rất dễ dàng, qua phía dưới để cho ngươi cũng quất hắn mấy bàn tay. Điện chủ, ta, thần thiên nghiêu khuôn mặt đều nhanh tái rồi, ta là muốn nhắc nhở ngươi, Âm Tuyệt dùng tông chủ huyết sát lệnh, thiên âm tông cường giả đang nhanh chóng chạy tới nơi đây à. Ngươi bây giờ còn đang suy nghĩ rút Âm Tuyệt bàn tay, qua phía dưới thiên âm tông cường giả buông xuống, muốn bảo trụ thứ nhất thành cũng không dễ dàng à. Quỷ thiên cửu sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, Tiêu Phàm hôm nay như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm thật là một cái cuồng vọng người tự đại, Tiêu Phàm làm như vậy, khẳng định có mục đích của hắn. Điện chủ một mực tại chọc giận Âm Tuyệt, tựa như là cố ý muốn cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực. Quỷ thiên cửu trong lòng trầm ngâm, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Phàm từng tại chiến hồn đại lục chọc giận đêm cửu u chuyện của bọn hắn. Chỉ là lần trước là vì chọc giận đêm cửu u ba người bọn hắn thi triển ra toàn bộ thực lực, vậy lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý chọc giận Âm Tuyệt, nhưng hắn triệu hoán toàn bộ tông môn tới hủy diệt thứ nhất thành sao? Thứ nhất thành bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cổ thần cảnh mà thôi, đối chiến hai cái cổ thần cảnh còn vẫn có thể, nhưng mà ba cái cũng có chút miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói sáu cái. Sáu cái cổ thần cảnh liền đã có thể dễ dàng hủy diệt thứ nhất thành, nếu như lại thêm thiên âm tông thiên thần cảnh cường giả. Quỷ thiên cừu không dám nghĩ tiếp, hắn không biết Tiêu Phàm đến cùng tại mưu tính cái gì. Đúng, có vẻ như thập đại Diêm La đến bây giờ cũng không có xuất hiện, còn có điện chủ mấy cái huynh đệ, hắn sẽ không nhường hắn những cái kia người chạy trước a. Quỷ thiên cừu khóe miệng có chút co lại. Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm chẳng phải là bắt bọn hắn những người này đi chịu chết. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thể phách lối. Qua phía dưới ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Âm Tuyệt phổi đều suýt chút nữa tức nổ tung, hắn âm thầm thề, qua tiếp theo nhất định phải đem Tiêu Phàm tiểu tử này tháo thành tám khối, quất hắn điểm linh hồn thiên đăng, dài vò vạn vạn năm. Muốn chiến liền chiến, ta lần này thuộc còn nghĩ quất ngươi mấy bàn tay đâu, nếu không thì ngươi đem đầu đưa tới nhường hắn rút hai bàn tay, ta nhường hắn nhẹ một chút. Tiêu Phàm nhất phó lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, một bên thần thiên nhiêu sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn rút cổ thần cảnh cường giả, hắn còn không có lá gan này, cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch, rất nhiều người thế nhưng là cả một đời đều cất bước đi qua. Dạng này ngươi vẫn chưa yên tâm, nếu không thì ta đem hắn hai tay trói lại, nhưng hắn đánh ngươi hai cước, nếu là một cước ngại nhiều mà nói, vậy thì một cước. Âm Tuyệt, ngươi thế nhưng là đường đường tông chủ, như thế nào nhát như chuột đâu. Lão Âm A, nghe nói ngươi có mấy cái nữ nhi, ngươi xem ta thứ nhất thành như thế nào. Muốn hay không gả tới. Tiểu Tuyệt A, tới, nhường tiểu gia đem ngươi đầu vặn xuống làm cái bô, dùng mấy ngày sẽ trả cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Âm Tuyệt không có ý đồ ra tay, lập tức bắt đầu pháo oanh hình thức, nơi xa vừa mới bay tới chuẩn bị khuyên can váy đen nữ tử nghe vậy, suýt chút nữa rơi xuống hư không. Vừa rồi nàng còn cho rằng Tiêu Phàm là một cái hiếm có thiên tài, có thể nghe đến mấy câu này người, nàng đối với Tiêu Phàm ấn tượng giảm bớt đi nhiều, đây quả thực là một cái vô lại a. Tiểu tử, ta muốn xé sống ngươi. Âm Tuyệt cũng nhìn không được nữa, tất cả lửa giận duy nhất một lần bạo phát ra, hư không truyền đến từng trận phong nhận tiếng rít. Sương mù màu đen cuồn cuộn, Âm Tuyệt bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tới a, tiểu gia nhất định không giết chết ngươi. Tiêu Phàm ta ta cười nói, tựa như chỉ sợ Âm Tuyệt không tức giận đồng dạng. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu vang vọng hư không, thanh âm không lớn. Lại truyền khắp khắp nơi, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Theo tiếng kêu nhìn lại,
nhưng lại nhìn thấy một cái váy đen nữ tử giống như thiên nga đen đồng dạng, đứng lơ lửng trên không, lộ ra linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là váy đen nữ tử, nàng càng nghĩ, vẫn là quyết định đứng ra giải quyết chuyện này. Lăn đi, ai chống ta, ta giết ai? Âm Tuyệt tức giận gầm thét, hắn cả người lửa giận hoàn toàn bị nhóm lửa, làm sao có thể cho là một người xa lạ mà nói mà dừng lại đâu. Lớn mật, làm càn. Váy đen nữ tử còn chưa mở miệng, nơi xa đột nhiên lại bay tới hai nữ tử, hai người gầm thét một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn xem Âm Tuyệt, một bộ muốn cùng Âm Tuyệt liều mạng tư thế. Thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hai người con gái kia, nhưng là nhìn thấy hai người con gái kia đứng tại váy đen nữ tử sau lưng. Điệu bộ này, hai nữ tử rõ ràng là hai cái nha hoàn a, hai cái nha hoàn cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy các nàng chủ tử thực lực đâu? Tiêu Phàm ánh mắt không tự chủ rơi vào váy đen trên người nữ tử, hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu váy đen nữ tử. Đã như thế, cái kia váy đen cô gái thực lực tuyệt đối vượt qua thiên thần cảnh, vô cùng có khả năng đạt đến cổ thần cảnh. Điện chủ, cái kia váy đen cô gái thực lực đoán chừng bất phàm, thân phận cũng không đơn giản. Quỷ Thiên Cửu cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng là có chút phòng bị nhìn xem váy đen nữ tử, bất quá nhìn xem tư thế, bọn hắn có vẻ như không phải nhắm vào mình thứ nhất thành. Các ngươi là người nào? Âm Tuyệt cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, biết rõ hắn là Thiên Âm Tông tông chủ, lại còn dám như thế quát lớn hắn. Nếu không phải là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nếu không phải là đối phương thực lực hòa địa vị xa không phải hắn có thể so sánh. Thực lực, Âm Tuyệt tự tin có thể đối phó ba cô gái này, các nàng không phải lớn lối như thế mới đúng. Đã như thế, đó chính là địa vị, đối phương địa vị có thể không nhìn hắn Âm Tuyệt, cho nên mới dám quát lớn. Hừ, ngươi nghe cho kỹ, tiểu thư nhà ta chính là U Vân Phủ Trời Xanh Phủ Chủ Chi Nữ, Thanh Dạ Múa. Mặc thanh sắc quần dài tiểu điệp con mắt bén nhìn xem Âm Tuyệt, mềm mại trong tay ngọc nắm lấy một cái lệnh bài màu đen, phía trên viết U Vân, hai chữ. Âm Tuyệt nghe vậy, suýt chút nữa một hơi không có lên tới, nhất là nhìn thấy viên kia lệnh bài màu đen sau đó, toàn thân càng là run lẩy bẩy. Vừa rồi ta vậy mà tại quát lớn U Vân Phủ Phủ Chủ Nữ Nhi. Phải biết, U Vân Phủ Phủ Chủ Trời Xanh thế nhưng là cực kỳ sùng ái hắn cô gái này a. Nghĩ tới đây, Âm Tuyệt liền tâm muốn chết đều có, quanh thân khói đen lăn lộn, một đôi máu đỏ con mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nếu như không phải tiểu tử này, mình tại sao có thể đắc tội U Vân Phủ Phủ Chủ Chi Nữ đâu? Âm Tuyệt tự nhiên đem tất cả lửa giận đều vẩy vào Tiêu Phàm trên thân, chỉ là Thanh Dạ Múa ở đây, hắn lại không dám phát tiết ra ngoài. Nhìn thấy tiểu thư, còn không quỳ lại, tiểu điệp lạnh lùng quét mắt toàn trường, một cổ khí tức cường đại bao phủ mà ra. Mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng nàng tại tam lưu thế lực hòa một chút bất nhập lưu thế lực tu sĩ trước mặt, nhưng là tản ra một cỗ uy nghiêm của cấp trên. Âm Tuyệt bái kiến đêm vũ tiên tử, Âm Tuyệt khẽ cắn môi, vẫn là quỳ lạy xuống, lúc này, hắn muốn nhất đúng là giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn là không dám vi phạm U Vân Phủ mệnh lệnh. Tại U Vân Phủ trước mặt, hắn Thiên Âm Tông, cũng chỉ là sâu kiến vậy tồn tại, căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn. Theo Âm Tuyệt quỳ lạy, Âm Nguyên lão tổ cũng quỳ xuống, thứ nhất thành bên ngoài, vô số tu sĩ tất cả đều quỳ lạy xuống. Thứ nhất thành tu sĩ cũng chuẩn bị quỳ xuống, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường đứng ở đó, căn bản cũng không có quỳ lạy ý tứ. Ngươi vì cái gì không quỳ? Tiểu điệp lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, quát mắng. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm lười biếng phun ra một câu nói, khó chịu nhìn xem Thanh Dạ Múa ba người. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm nhất câu rất bình tĩnh mà nói, lại tựa như một hòn đá ném vào nước yên tĩnh mặt, nhấc lên từng đạo gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Thứ nhất thành những cái kia vừa mới gia nhập tu sĩ, khóe miệng một hồi cuồng rút, mặt sạm lại nhìn xem Tiêu Phàm, suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra. Người ta cũng nói, chính là U Vân Phủ Phủ Chủ Trời Xanh Nữ Nhi Thanh Dạ Vũ, hơn nữa còn có lệnh bài nơi tay, cái này thân là chắc chắn không vì giả. Có thể ngươi vậy mà một bộ dáng không thèm để ý chút nào, liền tựa như đang nhìn một cái người qua đường đồng dạng. U Vân Phủ thế nhưng là nhị lưu thế lực a, mấy ngày liền Âm Tông cái kia tam lưu thế lực tại U Vân Phủ cũng là giống như sâu kiến vậy tồn tại, ngươi một cái vừa mới chuẩn bị thiết lập thế lực, còn chưa bị U Vân Phủ thừa nhận người, cũng dám không nhìn U Vân Phủ. Chẳng lẽ ngươi không biết, bởi vì ngươi một câu nói, liền có thể đắc tội U Vân Phủ sao?
Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần U Vân Phủ một câu nói, liền sẽ để Thứ Nhất Thành vĩnh viễn biến mất ở trên đời này sao? Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu hai người cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm có cái gì đặc định thủ đoạn, cho nên mới có ý chọc giận Âm Tuyệt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm đối đãi U Vân Phủ người, cũng giống như thế, đây quả thực là đem Thứ Nhất Thành vào chỗ chết hố a. May mắn chúng ta rời đi Thứ Nhất Thành, bằng không qua phía dưới đúng không chỉ là Thiên Âm Tông lửa giận, còn có U Vân Phủ lửa giận. Thứ Nhất Thành gia tu sĩ trong lòng trầm ngâm nói. Nghĩ đến chính mình kịp thời rời đi, trong lòng bọn họ liền cực kỳ may mắn. Theo bọn hắn nghĩ, Thứ Nhất Thành trong người, cách cái chết đã không xa. Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết đồng dạng, trong lòng hai người thầm nghĩ, thật đúng là người không biết không sợ, lần này xem ngươi chết như thế nào. Làm càn, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tiểu Điệp ngữ khí lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn ta cái gì ngữ khí? Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không vui chi sắc. Không vui, đám người len lén nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi trợn to hai mắt, tiểu tử ngươi dám đối với Thanh Giả Vũ không vui. Hừ, Tiểu Điệp lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi nghe cho kỹ, tiểu thư chính là U Vân Phủ phủ chủ chi nữ Thanh Giả Vũ. Không biết, Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí cùng Quan Tiểu Thất có chút tương tự, đều có loại kia để cho người ta nghe được hận không thể quất hắn hai bàn tay xung động ý vị. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật sự không biết Thanh Giả Vũ là ai chăng? Đó là không có khả năng, Tiêu Phàm đã khống chế giao ba đao tư tưởng, tự nhiên cũng xem hắn tất cả ký ức, nghe tới Thanh Giả Vũ ba chữ này lúc, Tiêu Phàm liền biết liên quan tới nàng hết thảy. Chỉ là nhường Tiêu Phàm quỳ lại, đó là không có khả năng, nam tử hán đại trượng phu, hắn liền thiên địa cũng không quỳ, nhường hắn quỳ không nhận ra người nào hết nữ nhân. Nói đùa cái gì? Ngươi, Tiểu Điệp tức giận ngực chập trùng lên xuống. Hận không thể một cái tát tát chết Tiêu Phàm, bất quá nàng cũng biết, nàng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Liền Âm Tuyệt cái này cổ thần cảnh đều bị tát bay, nàng một cái thiên thần cảnh mà thôi, Tiêu Phàm quét bay nàng, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy tiểu thư không quỳ lại, ngươi làm càn. Lúc này, một cái khác nha hoàn Tiểu Hoa cũng tới phía trước, thiên thần cảnh tột cùng khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ngươi mới càn rỡ, Tiêu Phàm nhất âm thanh quát lớn. Thể nội cuồn cuộn huyết mạch chi lực mãnh liệt mà ra, sức mạnh bàng bạc chấn động đến mức cái kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Điệp hai người không khỏi lui về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người cũng bị Tiêu Phàm cái này sắp vỡ uống sợ hết hồn, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là ta Thứ Nhất Thành, các ngươi tới nơi này kêu la om sòm cũng là thì thôi, ta đại nhân có đại lượng, cũng lười cùng các ngươi hai cái nha hoàn tính toán. Tiêu Phàm giận con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, từng bước một hướng về hai người tới gần. Ngươi, hai cái nha hoàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thật sự không nhìn các nàng, lập tức tức giận. Trong lòng bọn họ mười phần buồn bực, bình thường các nàng vô luận đi đến nơi nào, một chiêu này đều rất ăn ngon a, như thế nào lần này không hữu hiệu đâu. Ngươi cái gì ngươi, Tiêu Phàm thần sắc rất lạnh, quát to ta không so đo với các ngươi thì cũng thôi đi, lại còn dám đối với ta quát lớn, để cho ta quỳ lạy. Các ngươi cho là mình là Thiên Vương lão tử không thành. Tiêu Phàm lời nói trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực, khí thế cường đại ép tới cái kia hai cái nha hoàn lại không bất luận cái gì cái lại chi lực. Đến nỗi đánh trả, đó là càng thêm không thể nào, các nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thanh Giả Vũ. Thanh Giả Vũ ánh mắt lấp léo không ngừng, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm thật không ngờ cường thế, điều này cũng làm cho nàng lại có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng định bỏ qua cho Tiêu Phàm, đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu. Tiêu Phàm quát lớn nàng hai cái thuộc hạ, cùng rơi nàng mặt mũi có khác biệt gì đâu. Đủ, Thanh Giả Vũ thét mắng một tiếng, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Giả Vũ tiên tử, kẻ này không coi ai ra gì, dám lăng nhục tiên tử, âm mỗ nguyện ý giết hắn, lấy đàng tiên tử chi danh. Âm Tuyệt thấy thế, ánh mắt hơi sáng, vội vàng mở miệng nói. Ngươi ngậm miệng. Đột nhiên, hai âm thanh đồng thời vang lên, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Đêm Khinh Vũ đồng thời gầm thét một tiếng, hung hăng trừng Âm Tuyệt một mắt. Âm Tuyệt sầm mặt lại, Thanh Giả Vũ quát lớn hắn còn chưa tính, ngươi thằng danh con này dựa vào cái gì quát lớn ta. Thế nhưng là, hai người là đồng thời mở miệng, hắn cũng không dám như thế nào phản bác, vạn nhất chọc giận Thanh Giả Vũ, đây chính là chịu không nổi, bởi vậy hắn chỉ có thể cúi thấp đầu, xem như tổn thất khôn thể nói hết. Tiêu Phàm hòa Thanh Giả Vũ nhìn nhau,
Hai người rõ ràng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói lời nói tương tự. Đủ, Thanh Giả Vũ còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm liền dẫn đầu nói, làm sao có thể đủ. Đừng quên, nơi này chính là ta thứ nhất thành, các ngươi tới đây diễu võ dương oai, còn không có đi qua đồng ý của ta, bây giờ ta cho ngươi biết, thứ nhất thành, không chào đón các ngươi. Thứ nhất thành, không chào đón các ngươi. Thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo như kinh lôi quanh quẩn hư không, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nếu như Tiêu Phàm là quát lớn người khác, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế, có thể Tiêu Phàm quát lớn chính là U Vân phủ phủ chủ ái nữ a, đây quả thực là cùng tự tìm cái chết không hai. Đến lúc đó, có lẽ không cần U Vân phủ phủ chủ mở miệng, những cái kia truy cầu Thanh Giả Vũ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Thanh Giả Vũ cũng bị Tiêu Phàm mà nói kinh hãi, nàng cũng không cho rằng Tiêu Phàm không biết mình thân phận, nhưng hắn lại còn dám như thế quát lớn chính mình, chẳng lẽ hắn thật không có đem mình để ở trong mắt. Phải biết, những người khác nếu là thấy được nàng Thanh Giả Vũ, đều hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay a. Khẽ cắn môi, Thanh Giả Vũ thần tình lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Phàm đạo, ở đây bây giờ còn không có bị U Vân Phủ thừa nhận, còn không phải địa bàn của ngươi, mặt khác đã quên nói cho ngươi. Coi như U Vân Phủ thừa nhận, cái này cũng là U Vân Phủ địa bàn. Ta cần ai thừa nhận sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, trong con người bắn ra hai đạo sát khí, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Thanh Giả Vũ đạo. Hắn Tiêu Phàm tất nhiên sáng lập thứ nhất thành, liền không có từng nghĩ muốn ai thừa nhận cái gì, chỉ là vì cho Tu La Điện tu sĩ một cái che gió che mưa chỗ mà thôi. Mặt khác hắn Tiêu Phàm cũng từng thề, đời này chỉ vì thượng nhân. Hắn cũng không muốn thứ nhất thành lại phải bị đến những người khác quản chế, hiện tại hắn không nhất định là U Vân Phủ đối thủ, nhưng không có nghĩa là về sau không thể. Nếu như ngay cả đối mặt một cái nhị lưu thực lực dũng khí cũng không có, hắn Tiêu Phàm còn như thế nào đối mặt thế lực càng mạnh mẽ hơn, như thế nào chinh chiến thiên hạ. Tiểu tử này bị hóa điên không thành, dám như thế cùng Giả Vũ tiên tử nói chuyện. Thứ nhất thành bên ngoài tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mà thứ nhất thành tu sĩ... nhưng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Giả Vũ cũng bị Tiêu Phàm mà nói kinh hãi, nhất là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sắc ý, trong nội tâm nàng hơi hơi run lên. Tiểu tử này vậy mà muốn giết chính mình. Người khác có lẽ đều cho rằng Tiêu Phàm nói ra, ta cần ai thừa nhận sao, như vậy lời nói chỉ là cuồng vọng biểu hiện, nhưng nàng lại không cho là như vậy. Tại Tiêu Phàm trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ chuyên môn thuộc về uy nghiêm của cấp trên, cỗ này uy nghiêm. Cho dù phụ thân nàng trời xanh phủ chủ đều hơi có không bằng. Thanh Giả Vũ trong lòng hoài nghi, cái này thật chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ sao? Ngươi có biết hay không, ngươi câu nói mới vừa rồi kia sẽ cho người của ngươi mang đến cái gì tai nạn? Thanh Giả Vũ lạnh như băng nói. Giả Vũ tiên tử không có sinh khí. Đám người trợn tròn mắt, theo bọn hắn nghĩ, Thanh Giả Vũ không phải hẳn là ra lệnh một tiếng, nhường bốn phía tu sĩ một đám mà lên, diệt tiểu tử kia sao? Cái gì tai nạn ta không biết, ta chỉ là biết, ta người, cho dù dùng cái mạng này, ta đều sẽ bảo vệ bọn hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nhìn thấy Thanh Giả Vũ còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói tốt, ta bây giờ còn có một ít chuyện phải xử lý, xem ở U Vân Phủ trên mặt mũi, không cùng các ngươi tính toán, các ngươi đi thôi. Xem ở U Vân Phủ trên mặt mũi, không cùng các ngươi tính toán. Đám người nghe nói như thế, tâm lại thoát lên tới cổ họng. Tiểu tử này thật đúng là điên cuồng không còn giới hạn. Chẳng lẽ nếu như ngươi không nhìn U Vân Phủ mặt mũi, còn chuẩn bị giết hắn Thanh Giả Vũ không thành? Thanh Giả Vũ sầm mặt lại, nàng sợ dĩ xuất hiện, vốn là nghĩ bảo trụ Tiêu Phàm không bị Âm Tuyệt xuất lĩnh Thiên Âm Tông giết chết, nhưng bây giờ, nàng giống như trở thành một cái người có cũng như không. Huống chi, nàng vốn là vì Phi Kiếm Môn chung quanh tứ đại bất nhập lưu thế lực bị hủy diệt mà đến, hoặc có lẽ là tới cùng Tiêu Phàm bàn điều kiện. Nàng như thế nào có thể dễ dàng như vậy rời đi đâu? Ầm ầm tương đương, Thanh Giả Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng, phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy nơi xa từng đạo lưu quang thoáng hiện. Thời gian một hơi thở, tại đệ nhất thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen to lớn, một cỗ khí tức cường đại từ bên trên bao phủ xuống. Thần Chu, là Thiên Âm Tông cường giả đến. Tới thật nhanh, nhiều người như vậy. Thật chẳng lẽ là cử tông đến sao? Đám người cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức cường đại, có chút tê dại ra đầu, chỉ là thiên thần cảnh, có vẻ như là hơn đạt hơn trăm người, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu,
Trong lòng cảm thán không thôi, không hổ là đại giới, một cái tam lưu tông môn, vậy mà nắm giữ trên trăm thiên thần cảnh, đây nếu là đặt ở chiến hồn đại lục, tuyệt đối có thể dễ dàng quét ngang hết thảy. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đối với thái cổ thần giới cũng càng ngày càng mong đợi, nói cho cùng, hắn Tiêu Phàm cũng không phải một người an phận, ngược lại ưa thích kích động cùng khiêu chiến. Già Vu tiên tử, tiểu tử này không biết điều, liền để ta cho tiên tử báo thù a, ha ha. Âm Tuyệt nói lần nữa, lần này nhưng là trực tiếp đứng lên. Hắn mặc dù kiêng kỵ Thanh Giả Vũ, nhưng như hôm nay Âm Tông đại bộ đội cũng đã đến, Âm Tuyệt cũng không có cái gì kiêng kỵ. Cười lớn một tiếng, Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ hai người đột nhiên hướng về thần chu bay đi, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, quan sát Tu La Phong. Các ngươi đi thôi, Tiêu Phàm quét Thanh Giả Vũ một mắt, khoát tay một cái nói. Thanh Giả Vũ mặc dù là cổ thần cảnh, nhưng nếu như Âm Tuyệt bọn hắn thật muốn giết chết nàng, cũng không phải chuyện quá khó khăn, mấu chốt là, bọn hắn còn có thể đem Thanh Giả Vũ chết giá họa trên người mình. Ngươi, Thanh Giả Vũ tức giận, lạnh rên một tiếng, dưới chân dẫm mạnh, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiểu tử, tiểu thư vốn là muốn cứu ngươi tới, có thể ngươi lại nhiều lần đắc tội tiểu thư, bây giờ Thiên Âm Tông nhiều người như vậy đánh tới, nhìn ngươi làm sao có thể địch, ngươi liền đợi đến tìm người nhặt xác a. Nha hoàn Tiểu Điệp tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, truyền âm nổi giận mắng. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng liền cùng chê cười đồng thời đuổi theo Thanh Giả Vũ mà đi, bất quá bọn hắn cũng không có chân chính rời đi, mà là đứng ở phía chân trời quan sát tứ phương, quan sát đệ nhất thành nhất cử nhất động. Nhìn thấy Thanh Giả Vũ rời đi, Âm Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên thân, trương cuồng cười gần nói tiểu tử, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Phía trước hắn tăng vọt lửa giận đột nhiên nhường Thanh Giả Vũ dội tắt, trong lòng của hắn khẩu khí kia có thể 10 phần không trôi chảy, cái này rất giống, hắn cùng hắn lão bà cái kia, nguyên bản vốn đã đạt đến đỉnh phong nhất, nhưng đột nhiên liền yên, cho dù ai đoán chừng đều không dễ chịu. Bây giờ khẩu khí này cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài, Âm Tuyệt tự nhiên không cần thiết giấu giếm. 113 cái thiên thần cảnh, 1463 cái chiến thần cảnh, chiến thánh cảnh 8623 người, những người này còn không đủ ta giết. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn không trung, thản nhiên nói. Cuồng vọng, Thiên Âm Tông một cái cổ thần cảnh tu sĩ nghe vậy, lập tức chợt quát một tiếng, cổ thần cảnh uy áp bao phủ xuống, cả vùng không gian cũng hơi rung rung. Những người khác cũng là tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, hắn Thiên Âm Tông cổ thần cảnh cường giả đều có 7 cái, dù là tại U Vân phủ cấp dưới mười mấy tam lưu trong thế lực, cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, vậy mà nói Thiên Âm Tông không đủ bị giết. Không nói cổ thần cảnh, cho dù thiên thần cảnh, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Tông chủ, ngũ trưởng lão đâu? Trong đó một cái cổ thần cảnh trưởng lão nhìn về phía Âm Tuyệt đạo. Tông chủ, trên mặt của ngươi như thế nào có hai đạo thủ ấn a, chẳng lẽ bây giờ lưu hành cái này? Một cái khác trưởng lão lấy lòng vấn đạo. Âm Tuyệt nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, hận không thể một cước đạp chết trưởng lão kia. Còn lưu hành, lão tử có bệnh mới ở trên mặt lộng hai đạo dấu ngón tay. Tu sĩ khác nghe vậy, thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười, hôm nay Âm Tông trưởng lão vuốt mông ngựa thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Nếu như bọn hắn biết, Âm Tuyệt cái kia hai cái thủ ấn là bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử quất, không biết sẽ có ý tưởng gì. Các ngươi đều muốn giấu tay lời nói, ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm ta tà nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Âm Tông mấy cái kia trưởng lão nói. Đồ chán sống, bản trưởng lão nói chuyện, có ngươi ngắt lời phần sao? Cái kia nịnh hót trưởng lão tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tu La Phong chi đỉnh, đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Trích tinh tay, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đưa tay chính là một trường, chỉ thấy một vệt sáng thoáng qua, một đạo thủ ấn hung hăng quất vào trưởng lão kia trên mặt. Bộp một tiếng, trưởng lão kia thân hình lùi lại, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu năm ngón tay, đỏ tươi giống như máu nhuộm. Tê tương đương. Những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt lại rơi vào Âm Tuyệt trên mặt. Tông chủ, ngươi, trong đó một cái trưởng lão kinh ngạc nhìn Âm Tuyệt, nhìn không được vấn đạo. Lời của hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chẳng lẽ tông chủ trên mặt thủ ấn, cũng là hắn lưu lại. Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm, không có mở miệng, đây quả thực là hắn sỉ nhục, như thế nào dễ nói đi ra đâu. Âm Nguyên lão tổ hướng về phía trưởng lão kia gật gật đầu,
đám người không khỏi thần sắc lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Thần nói, bên phải lưu lại một cái, bên trái cũng muốn lưu lại một cái mới đối xứng. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại nơi trưởng lão trước mặt cách đó không xa, bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng vung ra. Ba. Gần như đồng thời, trưởng lão kia má trái bên trên, đột nhiên lại lạc ấn lấy một cái dấu năm ngón tay, đau rát, trong miệng một ngụm răng cơ hồ bị sập, tiên huyết cuồng phún không thôi. Ta muốn giết ngươi, trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Thiên Âm Tông tu sĩ khác thấy thế, sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn phía trước còn châm chọc Tiêu Phàm, cho rằng giết chết hắn giống như cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng bây giờ, đường đường cổ thần cảnh cường giả, cư nhiên bị hắn điên cuồng luận bàn tay. Nếu như vừa rồi đổi lại là bọn hắn, chẳng phải là trên mặt bọn họ cũng sẽ lưu lại hai đạo dấu năm ngón tay. Ta nói, các ngươi không đủ ta giết. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên, trên mặt hắn hiện lên một vòng tà tà nụ cười, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên thoáng qua từng đạo quang ảnh. Sau một lát, Tiêu Phàm chung quanh chợt toát ra 64 cỗ linh hồn phân thân. Huyễn cảnh, thẳng hướng Tiêu Phàm cổ thần kia cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn mặc dù bị Tiêu Phàm rút hai bàn tay, nhưng vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, Tiêu Phàm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn chân chính làm bị thương hắn vẫn là rất khó khăn, lại càng không dùng giết chết hắn. Huyễn cảnh sao? Tiêu Phàm nhe răng nở nụ cười, hắn những thứ này cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là thực sự linh hồn phân thân. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn, diệt thành này. Âm Tuyệt thấy thế, lo lắng nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Phàm đây không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là linh hồn phân thân, hơn nữa không phải bình thường linh hồn phân thân. Phía trước đi theo hắn tới 6 cái thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân cho xóa bỏ. Những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão hơi sững sờ, mặc dù Tiêu Phàm tốc độ kinh người, nhưng mà cũng không tất yếu gióng trống khua chiêng a, thậm chí ngay cả tông chủ huyết sát lệnh đều dùng đi ra. Đại gia vẫn là cùng lên đi, ngũ trưởng lão bị bọn hắn giết chết. Nhìn thấy đám người còn có chút do dự, Âm Nguyên lão tổ vội vàng quát lên. Cái gì, lão ngũ chết? Mấy người khác nghe vậy, kinh khủng sát khí từ trên người bọn họ nở rộ mà ra. Ngũ trưởng lão đã bị Tiêu Phàm giết chết, bây giờ còn không động thủ, qua phía dưới chết chẳng phải là có thể là bọn hắn. Đệ tam đỉnh người, theo ta giết. Đệ nhất phong, cùng bản trưởng lão diệt bọn hắn. Đệ nhị phong, tất cả mọi người giết không tha. Âm Nguyên lão tổ cùng còn dư lại tam đại trưởng lão không chút do dự hạ lệnh, xuất lĩnh lấy tất cả đỉnh núi đệ tử hướng về đệ nhất thành đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thành bầu trời trong nháy mắt bị Thiên Âm Tông tu sĩ che đậy. Tiểu thư, Thiên Âm Tông thật sự nổi giận, bọn hắn những người này chắc chắn không phải là đối thủ a. Trên không trung, Thanh Dạ Múa Nha Hoàn Tiểu Hoa nói. Hừ, chết đáng đời, tiểu thư đã cho bọn hắn cơ hội, là bọn hắn không trân quý. Một cái khác nha hoàn Tiểu Thanh tức giận nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng liền tại U Vân Phủ Đô không bị quá khí. Hôm nay tới đây vậy mà chịu một cái thiên thần cảnh tu sĩ khí, không có giết Tiêu Phàm đã coi như là nhân từ. Nhìn xem, đừng nói chuyện. Thanh Dạ Múa con mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chặp phía dưới Tiêu Phàm. Nàng có thể nhìn thấy, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, cái này rõ ràng là có nắm chắc đối phó Thiên Âm Tông a. Chỉ là nàng không biết là, Tiêu Phàm thuộc hạ, chỉ có một cổ thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì ngăn cản Thiên Âm Tông lục đại cổ thần cường giả. Coi như Tiêu Phàm có mấy trăm linh hồn phân thân, dùng để đối phó thiên thần cảnh có lẽ hữu dụng, nhưng mà đối phó cổ thần, đó là không có khả năng. Điện chủ, Tu La trên đỉnh, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu hai người cũng biến thành vô cùng lo lắng. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt Thiên Âm Tông tu sĩ đánh giết mà tới, bọn hắn đã gần như tuyệt vọng, nhưng mà kế tiếp Tiêu Phàm một câu nói, suýt chút nữa để bọn hắn đã hôn mê. Tới thật đúng lúc, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng cười tà, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng. Lúc này còn tới vừa vặn. Qua phía dưới Tu La Điện cùng đệ nhất thành đều triệt để bị diệt a, bây giờ trốn có lẽ còn kịp. Trận lên. Cũng liền ở nơi này lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, chỉ một thoáng, từng đạo hào quang từ dưới chân hắn Tu La phong phóng lên trời. Ong ong tương đương.
Hà mang nở rộ, giống như thần liên đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, xa xa nhìn lại, liền tựa như ngũ quang thập sắc pháo hoa nở rộ, rực rỡ vô cùng. Thiên Âm Tông tu sĩ thấy thế, cũng không biết cho nên, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Nhưng mà, cái kia hào quang vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, sau một khắc, Tu La Phong bốn phía 10 tòa Diêm La Phong cũng đồng thời rung rung, đầy trời hào quang bay múa, một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ hư không. Cửu Thiên Thần Quang trận, Quỷ Thiên Cửu suýt chút nữa kinh hô mà ra, nỉ non một tiếng, kinh hãi nhìn xem đầy trời hào quang. Sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, đạo không phải 9 ngày thần quang trận, Cửu Thiên Thần Quang trận chỉ cần 9 đầu cột sáng hoặc 9 đạo năng lượng, bây giờ lại là 11 đạo. Không, chuẩn xác mà nói chỉ có 9 đạo, tất cả ngọn núi trung gian khe hở mới nắm giữ một đầu cột sáng năng lượng, mà cũng không phải đến từ tại 10 tòa sơn phong. 10 tòa sơn phong nhiễu thành một vòng tròn, vừa vặn chỉ có 9 đạo khe hở, mà Tu La Phong vị trí, chỉ là kích phát cái kia 9 đạo cột sáng năng lượng mà thôi, chẳng lẽ đây là chuẩn vương cấp trận pháp cửu cung tỏa thần trận? Đúng là cửu cung tỏa thần trận, thần thiên nghiêu dù sao cũng là xuất sinh Tu La đế tộc, nhãn lực cũng không tệ lắm. Đạo ta rốt cuộc biết điện chủ vì cái gì đoán chừng chọc giận Âm Tuyệt. Quỷ Thiên Cửu nghe vậy, tâm thần chấn động, thần thiên nghiêu hiểu rõ ra, hắn lại như thế nào không rõ ràng đâu. Cái này còn phải từ cửu cung tỏa thần trận công dụng nói lên, cửu cung tỏa thần trận công dụng rất đơn giản, đó chính là khóa lại tu sĩ là thần lực, cũng liền tương đương với áp chế tu sĩ tu vi. Liền cùng thiên địa trong lao ngục siêu cấp trận pháp một dạng. Phàm là tiến vào thiên địa lao ngục tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở chiến thần cảnh, dù là thiên thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể thi triển ra chiến thần cảnh tột cùng sức mạnh. Cái này siêu cấp lĩnh vực, cũng xưng là chi thần cấm lĩnh vực, cấm đúng là thần lực. Tiêu Phàm thực lực còn không đạt được thần vô tận cái kia tiêu chuẩn, bố trí cấp độ kia siêu cấp trận pháp bao phủ một giới, nhưng nếu như chỉ là đem tu sĩ tu vi áp chế thiên thần cảnh, hơn nữa còn là tại trong phương viên vạn dặm, Tiêu Phàm còn có thể dễ dàng làm được. Quỷ Thiên Cửu bây giờ rốt cuộc minh bạch, Tiêu Phàm sở dĩ có ý chọc giận Âm Tuyệt nguyên nhân, chính là muốn cho Âm Tuyệt khuynh xào mà động, đem Thiên Âm Tông tu sĩ đều lừa gạt vào cửu cung tỏa thần trong trận. Một khi tiến vào cửu cung tỏa thần trong trận, tất cả mọi người có thể phát huy đều chỉ có thiên thần cảnh thực lực, đây đối với Thiên Âm Tông tới nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Bọn họ cổ thần cảnh tu sĩ không phát huy ra thực lực, lúc này, Tiêu Phàm mấy trăm cỗ linh hồn phân thân nếu như động thủ, một ngàn này nhiều ngày thần cảnh. Mấy ngàn chiến thánh cảnh, thật đúng là không đủ Tiêu Phàm giết. Nghĩ tới đây, Quỷ Thiên Cửu thở dài một hơi, hắn phát hiện, Tiêu Phàm mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, bọn hắn mãi mãi cũng sờ không tới Tiêu Phàm thực chất đồng dạng. Không đúng, điện chủ không chỉ là muốn đem thực lực của bọn hắn áp chế ở thiên thần cảnh, mà là nghĩ áp chế ở chiến thần cảnh. Quỷ Thiên Cửu đột nhiên cả kinh kêu lên. Thần thiên nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được vẻ này to lớn áp chế sức mạnh. Ngưng thanh đạo, cửu cung tỏa thần trận tất nhiên có thể áp chế cổ thần cảnh tu vi, nhưng nếu như bọn hắn muốn chạy đâu? Thái cổ thần giới không gian vốn là vô cùng củng cố, muốn phá không chạy trốn cơ hồ là không thể nào, nhưng mà, nếu như phá trận thoát đi đâu? Vừa dứt lời, thần thiên nghiêu đột nhiên cảm giác từng vệt hào quang màu máu từ trong hư vô dạo rực mở ra, không gian bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng động, một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy bọn hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Không gian phong tỏa, Quỷ Thiên Cửu kinh ngạc vô cùng đạo. Điện chủ đây là muốn đem Thiên Âm Tông tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn a. Thần Thiên Nghiêu cũng không nhịn được đổ rút miệng linh khí. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Phàm băng lãnh là âm thanh vang vọng toàn trường, một cỗ thấm nhuần nội tâm hàn ý bao phủ cả tòa đệ nhất thành. Siêu siêu tương đương. Theo Tiêu Phàm tiếng nói rơi xuống. Từng đạo bóng đen đột nhiên từ thập đại Diêm La Phong bắn ra, giống như quỷ mị đồng dạng, căn bản bắt giữ không đến bất luận cái gì bóng dáng. Theo đám người bắn nhanh mở ra, thứ nhất thành đột nhiên trở nên mông lung, bị một tầng màu xám cho sương mù che lấp, dù là thiên thần cảnh cũng linh hồn chi lực cũng chỉ có thể bắt được phương viên 10 trượng trở lại khoảng cách. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người đều bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, linh hồn chi lực nhiều nhất có thể bắt được ngoài 3 trượng đồ vật. Còn có một cái đại trận. Quỷ Thiên Cửu trận to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Nguyên bản hắn cho là Tiêu Phàm cũng liền bố trí hai cái trận pháp mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, xa xa không chỉ hai cái, thậm chí có thể còn có càng nhiều trận pháp không có thi triển đi ra. Sương mù này cỡ nào quỷ dị, ta vậy mà đều chỉ có thể bắt được ngoài 3 trượng sự vật. Thần Thiên Nghiêu cũng đổ hít một hơi lạnh. Nếu như lúc này,
có người âm thầm đánh lén hắn, dù là hắn có thể đủ phát huy ra chiến thần cảnh tột cùng sức mạnh, đoán chừng cũng không có quá nhiều phản kháng. Mà Tu La Điện người, vốn là am hiểu ám sát người, bây giờ thế cục này đối với Tu La Điện tu sĩ tới nói, thế nhưng là có được thiên nhiên ưu thế. Sau ngày hôm nay, trên đời có lẽ lại không Thiên Âm Tông. Quỷ Thiên Cửu hít sâu một cái nói. Sau đó ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía trời cao Tiêu Phàm, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng cong thành một đạo quỷ dị đường cong, dường như hết thảy đều ở hắn nắm giữ đồng dạng. Thời gian trở lại mấy tức phía trước, Âm Tuyệt cùng một cái khác trưởng lão đang chuẩn bị liên thủ diệt sát Tiêu Phàm, nhưng mà nhìn thấy cái kia đầy trời hà vụ lúc, tất cả đều dừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn bốn phía. Bọn hắn muốn biết Tiêu Phàm dùng thủ đoạn gì, bất quá, khi bọn hắn cảm thấy lực lượng của mình bị áp chế lúc, sắc mặt bỗng đại biến. Không tốt, có trận pháp, Thiên Âm Tông có người cả kinh kêu lên, những người khác tất cả đều biến sắc. Tông chủ, ta bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh núi. Trưởng lão kia vô cùng hoảng sợ, trong lòng có loại nồng nặc bất an. Ta cũng là, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm. Tông chủ, chúng ta bị lừa rồi. Lúc này, Âm Nguyên lão tổ mấy người cũng bay tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn hắn thế nhưng là cổ thần cảnh tu vi, bây giờ bị áp chế tại chiến thần cảnh, chuyện này đối với bọn họ mà nói thế nhưng là cực kỳ chuyện hỏng bét. Phải biết, Tu La Điện thiếu nhất chính là cổ thần cảnh, nhưng không hề thiếu chiến thần cảnh. Bây giờ bọn hắn bị áp chế tại chiến thần cảnh, vậy bọn hắn Thiên Âm Tông ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Mau lui lại ra thành này, Âm Tuyệt không chút do dự hạ lệnh, âm thanh truyền tứ phương, tự thân cũng trước tiên hướng về thứ nhất thành bên ngoài bay đi, trong lòng của hắn bất an càng ngày càng nồng nặc lên. Nếu như bây giờ còn không thoát đi, qua phía dưới nhưng là không trốn thoát được. Âm Tuyệt rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì cớ gì ý chọc giận mình, lại chính là vì đem Thiên Âm Tông tất cả cường giả lừa gạt vào thứ nhất thành, tiếp đó một mẻ hốt gọn. Thiên Âm Tông các trưởng lão khác cùng thiên thần cảnh cường giả nghe vậy, cũng không chút do dự hướng về thứ nhất thành bên ngoài bay đi. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết sắc sóng ánh sáng theo số đông trên thân người đảo qua, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng tại 10 tòa Diêm La Phong chung quanh tiêu thất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Phanh phanh, những cái kia vốn là tại Diêm La Phong phủ cận tu sĩ nghe được Âm Tuyệt mệnh lệnh, cực tốc hướng về thứ nhất thành bên ngoài phóng đi, nhưng mà, khi bọn hắn tới gần Diêm La Phong chỗ lúc, đột nhiên bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh bay. Ở tại bọn hắn phía trước, như có một bức tường vô hình, chặn bọn hắn đường đi. Chuyện gì xảy ra, có người lên tiếng kinh hô, một mặt mờ mịt và hoảng sợ nhìn về phía trước. Không gian bị phong tỏa, lại có người hét lớn, thử nhiều lần, vậy mà đều không cách nào xông phá đạo kia bình chướng vô hình. Dùng hết toàn lực chạy đến Diêm La Phong chỗ ở Âm Tuyệt cùng mấy đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn thử nhiều lần, vậy mà cũng không cách nào đột phá vô hình kia che chắn. Lại một cái trận pháp, Âm Nguyên lão tổ âm thanh có chút run rẩy, nhìn về phía Âm Tuyệt đạo, tông chủ, bọn họ là cố ý gạt chúng ta tới nơi này. Âm Tuyệt thần sắc lấp lóe không yên, quanh thân hắc khí lăn lộn gào thét, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tu La Phong chỗ, lạnh giọng nói chỉ cần giết hắn, cái gì đều trận pháp đều sẽ tiêu thất. Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên toát ra từng đạo sương mù màu xám, chung quanh trong nháy mắt trở nên mông lung, cùng lúc đó, hư không một tiếng quát như sấm vang lên. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Đó là Tiêu Phàm thanh âm, cùng lúc đó, bốn phía từng đạo bóng đen lấp lóe, sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đừng có giết ta, tông chủ, cứu ta, sư tôn, a. À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tứ phương, cái kia màu xám cho trong sương mù, lập tức xen lẫn máu tanh nồng nặc chi khí, Âm Tuyệt mấy người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tông chủ, chúng ta phải tội dạng gì tồn tại? Trong đó một cái trưởng lão vô cùng sợ hãi nói. Mấy người khác cũng không tốt gì, toàn thân phát lạnh, nhất là Âm Nguyên lão tổ, hắn vốn cho là thứ nhất thành chỉ vẻn vẹn có Hàn Lê cái này một cái cổ thần cảnh tu sĩ, lấy Thiên Âm Tông sức mạnh hoàn toàn có thể dễ dàng gạt bỏ thứ nhất thành. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, ý nghĩ của hắn là biết bao nực cười, đối phương tất nhiên có thể hủy diệt phi kiếm môn, cũng đem mặt khác tứ đại bất nhập lưu tông môn nhổ tận gốc, đây vốn chính là một loại thực lực. Thiên Âm Tông tất nhiên so phi kiếm môn mạnh hơn, nhưng cường thịnh trở lại cũng mạnh có hạn, ít nhất Thiên Âm Tông muốn hủy diệt phi kiếm môn, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Đã không chết không thôi, vậy thì giết đi, ta Thiên Âm Tông cũng không phải dễ khi dễ.
Âm Tuyệt toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, dữ tợn che mặt cho đạo. Tông chủ, nếu không thì chúng ta, có một trưởng lão khiếp đảm nói. Không nói chuyện không nói xong, cũng đừng Âm Tuyệt đánh gấy, người nghĩ đầu hàng. Vậy thì tốt nhất suy nghĩ một chút vị kia lửa giận a. Nghe được, vị kia, hai chữ này, mấy đại trưởng lão bỗng nhiên dùng mình một cái, mặt xám như cho. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi chính mình thật sự đầu hàng, vị kia đoán chừng không chỉ là tức giận giết chết bọn hắn, đoán chừng sẽ đem bọn hắn tươi sống giày vò mà chết. Kế sách hiện nay, chỉ có diện ở đây tất cả mọi người. Âm Nguyên lão tổ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hừ, lão hủ cũng không tin, một vài chiến thần cảnh có thể nổi lên cái gì sóng lớn tới, cho dù tại chiến thần cảnh bên trong, chúng ta cũng là tồn tại vô địch. Lại một cái trưởng lão quá to. Mặc dù lời thề son sắt, nhưng khi nhìn thấy bốn phía sương mù mịt mù lúc, trên mặt bọn họ lại khó nhìn lên. Nếu như chính diện giao phong, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không e ngại Tu La Điện, nhưng là bây giờ, song phương đều không nhìn thấy đối phương, đã như thế, cho dù thực lực cường đại, cũng tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi. Hồng hộc. Đột nhiên, một tiếng kêu to từ hư không truyền đến, xông thẳng Âm Tuyệt mặt, một kiếm này tới cực kỳ quỷ dị, dù là Âm Tuyệt đều bị sợ hết hồn. Âm Tuyệt hảo xấu cũng là cổ thần cảnh cường giả, thực lực mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà linh giác của hắn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Thân hình lóe lên, tránh thoát cái kia tất sát một kiếm, bất qua kiếm khí kia vẫn như cú cắt vỡ gương mặt của hắn, một chút xíu tiên huyết thẩm thấu mà ra. Không đợi Âm Tuyệt lấy lại tinh thần, một kiếm kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tự tìm cái chết, Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lóe lên, không chút do dự đuổi theo. Tiêu Phàm dám phiến hắn cái tát thì cũng thôi đi, bây giờ một cái lính tôm tướng cua, cũng dám đánh lén mình, cái này khiến Âm Tuyệt làm sao không giận đâu. Tông chủ, đừng đuổi, cẩn thận đã trúng bọn họ cái bẫy. Âm Nguyên lão tổ kêu to. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng Âm Nguyên lão tổ cánh tay, tiên huyết chảy ra mà ra, Âm Nguyên lão tổ bộ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Thân hình của hắn lóe lên, hướng về kiếm khí kia biến mất phương hướng đuổi theo, gầm thét lên, danh con, ta muốn mạng ngươi. Âm Nguyên lão tổ vừa mới còn tại nhắc nhở Âm Tuyệt không muốn theo đuổi xuống, cẩn thận trúng kế, nhưng khi hắn chính mình trúng một kiếm sau đó, nhưng là không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn giết cái kia dám đánh lén hắn người, chính mình đường đường cổ thần cảnh, vậy mà suýt chút nữa bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ đánh lén dẫn đến tử vong. Chuyện này với hắn tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Còn dư lại tứ đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn làm sao không biết ý nghĩ của đối phương đâu, cái này rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn phân tán ra, tiếp đó từng cái đánh tan. Bốn người nhìn nhau, ngươi xem ta nhìn vào ngươi, sau đó lưng tựa lưng, phòng bị nhìn xem bốn phía. Oanh! Cũng liền tại lúc này, hư không ù ù mà động, một cỗ mênh mông uy áp từ trên cao gào thét mà lên. Vẹn vẹn khí thế, liền chấn động đến mức bọn hắn không ngừng ho ra máu. Bốn người đồng thời biến sắc, không chút do dự hướng về bốn phương tám hướng trốn xuyên mà đi, trốn chuỗi quá trình bên trong, bốn người nhìn thấy một đạo trưởng cương từ trên cao giận oanh xuống. Nếu như muộn một chút chạy, đoán chừng đều muốn bị một trưởng này oanh sát, cũng may bọn hắn kịp thời chạy ra. Bất quá, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, nhưng là phát hiện mặt khác ba cái trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người nơi nào không biết. Đối phương một trưởng này, rõ ràng là cố ý chia rẽ bọn hắn mà thôi. Hồng hộc. Đột nhiên, từng đạo kiếm khí tải hư không nở rộ, thẳng đến bọn hắn hầu tâm, ra tay tấn mãnh quả quyết, tựa như đã sớm ở chỗ này chờ bọn hắn đồng dạng. Bốn người cũng là mười phần cảnh giác, tránh thoát tất sát nhất kích. Tự tìm cái chết, mấy người tức giận nhào tới, cũng không lo được những vật khác, chỉ muốn giết chết cái kia đánh lén bọn hắn người. Chuyện như vậy, tại cái khác chỗ cũng đồng dạng phát sinh, Thiên Âm Tông đi tới thứ nhất thành nhân, thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn trên vạn người. Nếu như bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, dù là Tu La Điện nhân muốn giết hắn nhóm, đoán chừng cũng muốn tốn nhiều sức lực, dù sao, Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thế, đây còn là bởi vì thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng kết quả. Những người này, Tiêu Phàm cũng không muốn bọn họ cùng Thiên Âm Tông cứng đối cứng, mỗi chết một cái, hắn cũng có vô cùng đau lòng. Bọn hắn thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng, không chỉ có riêng thôn phệ năng lượng mà thôi, thiên phú, thể chất đều được thiên mộ thần hoa cải tạo. Đợi một thời gian, những người này tuyệt đối là Tu La Điện lương đống tinh anh.
Chỉ là trong nhà kính đóa hoa là không thể nào trải qua được gió táp mưa xa, cho nên, Tiêu Phàm vừa muốn Phương nghĩ cách đem Thiên Âm Tông cường giả gạt tới Thứ Nhất Thành. Cái này cũng đồng dạng là đối với Tu La Điện tu sĩ một cái khảo nghiệm. Tu La Điện am hiểu nhất cái gì, không hề nghi ngờ là ám sát. Bây giờ chỗ này nồng vụ tràn ngập, không thể nghi ngờ cho Tu La Điện tu sĩ cung cấp thật tốt sân thí luyện chỗ, có thể hay không giết chết cái này hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ, thì nhìn Tu La Điện năng lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không vẻn vẹn vì cho Tu La Điện tu sĩ rèn luyện, cũng đồng dạng là tuyên cáo Thứ Nhất Thành cường đại. Nếu như mưu cầu gì cũng nghĩ hủy diệt Tu La Điện, vậy hắn Tiêu Phàm nhưng là phiền muộn không thôi. Nếu là có thể diệt Thiên Âm Tông, bốn phía khác tam lưu thế lực hòa bất nhập lưu thế lực nhất định sẽ kiêng kỵ Tu La Điện cường đại. Ít nhất, đoán chừng cũng không còn mấy người dám trắng trợn tới khiêu khích Thứ Nhất Thành. Bây giờ, Thứ Nhất Thành không chung, Thanh Giả Vũ cùng hắn hai cái nha hoàn kinh ngạc nhìn phía dưới, rõ ràng cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nguyên bản ba người cho là đây chỉ là một phương diện đổ sát mà thôi, dù sao Thiên Âm Tông thế nhưng là nắm giữ lục đại cổ thần cảnh, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Thứ Nhất Thành. Có thể ra hồ bọn hắn dự liệu là, Thứ Nhất Thành bên trong vậy mà đã sớm bố trí đại trận. Các nàng tại ngoài trận mặc dù không cách nào cảm thụ đại trận đáng sợ, nhưng Thanh Giả Vũ là người phương nào, đường đường phủ chủ chi nữ, nhãn lực đương nhiên sẽ không quá kém, nàng tự nhiên nhận ra những trận pháp này. Ba trận đi với nhau, cái này mới thành lập Thứ Nhất Thành vẫn còn có trận pháp thiên tài. Thanh Giả Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, trong lòng trầm ngâm nói, chẳng lẽ hắn có ý chọc giận chúng ta, chỉ là vì đem chúng ta đuổi ra, tránh nhằm vào chúng ta. Nghĩ tới đây, Thanh Giả Vũ trong lòng đối với Tiêu Phàm cách nhìn cũng trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Tiểu thư, tên kia thật là giàu hoạt, vậy mà cố ý lừa gạt Âm Tuyệt sử dụng tông chủ huyết sát lệnh, sau đó đem Thiên Âm Tông gạt tới ở đây một mẻ hốt gọn. Nha hoàn Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn phía dưới đảo. Vậy không gọi giàu hoạt, là trí tuệ. Nha hoàn Tiểu Hoa lắc đầu, lại nhìn về phía Thanh Giả Vũ đạo, tiểu thư, lúc trước hắn có ý chọc giận ngươi, đoán chừng cũng là không muốn thương tổn ngươi. Ta thừa nhận hắn là thông minh, nhưng chỉ bằng hắn cũng nghĩ tổn thương tiểu thư sao? Tiểu Điệp liếc miệng nhỏ, vẫn như cũ mười phần không phục nói. Thanh Giả Vũ chưa từng mở miệng, nhưng nàng nhưng trong lòng nhộn nhạo một đạo gợn sóng, thật là như thế sao? Nếu như Tiêu Phàm biết Thanh Giả Vũ ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ cười trừ, hắn sở dĩ đem Thanh Giả Vũ đuổi ra Thứ Nhất Thành, cũng không phải là vì Thanh Giả Vũ suy nghĩ, chỉ là không muốn phá hư kế hoạch của mình mà thôi. Dù sao, Thanh Giả Vũ thế nhưng là U Vân Phủ phủ chủ chi nữ, nếu như nàng chết ở chỗ này, thù này chắc chắn đều sẽ ghi tạc hắn Tiêu Phàm trên đầu. Tiêu Phàm tất nhiên không sợ tam lưu thế lực, nhưng đối mặt U Vân Phủ, Tiêu Phàm tự hiểu còn không có va chạm thực lực, bây giờ Tu La Điện nội tình vẫn là quá kém. Nếu như cho thêm Tu La Điện thời gian mấy năm, cái kia cục diện nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, Tiêu Phàm đang đứng tại Tu La Điện phía trước quảng trường, lặng lặng nhìn động tĩnh bốn phía. Tựa như hết thảy vào hết trong mắt của hắn đồng dạng. Công tử, đột nhiên, mấy đạo âm thanh vang lên, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đi tới, mấy người kia cũng không phải người khác, mà là Lang Phong, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Điên Lang, Diệp Trường Sinh cùng với Quân Như Hoan. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cựu cùng Hàn Lê nhìn thấy những người này đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn không phải hẳn là đi diệt sát Thiên Âm Tông tu sĩ sao, làm sao tới nơi này. Nhất là Quỷ Thiên Cựu, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm nhường thập điện Diêm La chạy trốn đâu, không nghĩ tới Tiêu Phàm chỉ là để bọn hắn đang bố trí mà thôi. Các ngươi tại sao tới đây nơi này? Thần Thiên Nghiêu nhiều hứng thú vấn đạo. Chúng ta mấy cái không có rút đến ký, Diệp Trường Sinh khổ tâm cười nói. Không có rút đến ký, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cựu cùng Hàn Lê cổ quái nhìn xem mấy người, không biết vì sao. Thiên Âm Tông không phải có bảy mạch sao? Chúng ta thập điện Diêm La cũng chỉ có thể rút thăm, vận khí ta không tốt, không có rút đến, cũng không có chúng ta cơ hội lịch luyện. Điên Lang khoát tay một cái nói, một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cựu cùng Hàn Lê ba người nghe vậy, không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là không có cơ hội lịch luyện? Đây chính là hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ A, chiến thần cảnh đều nhiều hơn đạt hơn mấy ngàn người, Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ. Có vẻ như cũng chỉ có chừng 1.000 người a. Hơn nữa, 1.000 người này trên cơ bản cũng là chiến thần cảnh tiền kỳ xung quanh tu vi, cho dù phân đến thập điện, mỗi một điện cũng liền chừng 100 người, bây giờ thiếu đi 3 điện tham dự, cũng liền tương đương với mất đi chừng 300 người. Theo lý thuyết,
Bây giờ Tu La Điện là khoảng 700 người tu sĩ tại đối phó Thiên Âm Tông. 700 người đối phó Thiên Âm Tông, cái này thật chỉ là một cái tiểu thế giới thế lực có thể phát huy sức mạnh sao? Thần Thiên Nghiêu ba người 10 phần hoài nghi. Bọn họ đều là thái cổ thần giới người, biết thái cổ thần giới cường đại, theo bọn hắn nghĩ, Tu La Điện tối đa cũng chính là một cái bất nhập lưu thế lực mà thôi. Nhưng mà ba người không nghĩ tới, Tu La Điện vậy mà vượt qua bọn hắn tưởng tượng mạnh, nhìn thấy Điên Lang vậy không thoải mái bộ dáng, ba người không khỏi âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ mình đã già? Ai, vốn là ta rút đến ký, bất quá bị xinh đẹp cướp đi. Ảnh Phong lại sâu sắc thở dài một hơi. Thần Thiên Nghiêu ba người mặt sạm lại, bọn hắn phát hiện, chính mình vẫn là thật không thể giải thích Tu La Điện. Có lẽ, gia nhập vào Tu La Điện cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu trong lòng ba người âm thầm trầm ngâm nói. Kỳ thực không chỉ Thần Thiên Nghiêu ba người, chính là Quân Nhược Hoan cũng hết sức kinh ngạc Tu La Điện thực lực. Trước đây hắn nhưng là tận mắt thấy Thập Đại Diêm La Điện điện chủ rút thăm. Ngay từ đầu, Quân Nhược Hoan còn tưởng rằng mấy người là ở nháo chơi vui đâu, nhưng đến cuối cùng mới biết được, bọn hắn lại là tại rút thăm, rút đến ký người, liền có thể ra tay đối phó Thiên Âm Tông. Lúc đó Quân Nhược Hoan cũng bị cử động của bọn hắn cho choáng váng, đây chính là Thiên Âm Tông A, bọn hắn vậy mà giống như trò đùa của trẻ con. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nguyên lai hết thảy đều tại Tiêu Phàm trong khống chế. Tốt, các ngươi liền ở chỗ này chờ chờ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời tập trung ý chí, nhìn về phía Tiêu Phàm, cung kính nói là, công tử. Tiêu Phàm mỉm cười, nụ cười này nhường đám người như một xuân phong, nhưng mà, xem ở Hàn Lê cùng Quân Nhược Hoan trong mắt bọn họ, nhưng là bỗng nhiên dùng mình một cái. Lúc này Tiêu Phàm còn cười được, chẳng lẽ hắn thật sự cứ như vậy có nắm chắc không? Tiểu Ngũ. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía chuẩn bị tu luyện quan tiểu thất đạo, nơi này linh hồn chi lực ẩn chứa huyết tinh chi khí, tạm thời không thích hợp ngươi tu luyện. Tam ca, ta biết, quan tiểu thất gật đầu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn là như thế tôn trọng. Dù là Tiêu Phàm có thể một ý niệm trường khống giả trên vạn người tính mệnh, trở thành một thành chi chủ, nhưng đối đãi huynh đệ của mình, vẫn là giống như ngày xưa đồng dạng. Bất quá Hàn Lê cùng Quân Nhược Hoan nhưng không nghĩ như thế. Tiêu Phàm lúc này lại còn có thể lo lắng cho mình huynh đệ vấn đề tu luyện, cái này cỡ nào lớn tự tin a. Lão đại, ngươi thay ta nhìn một chút, nơi nào không địch lại, liền để Ảnh Phong cùng Điên Lang bọn hắn đi nơi nào trợ giúp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lăng Phong đảo. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng đi đến một bên, đám người lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm dưới chân lại có một đạo phù văn thần bí, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm có thể trưởng khống đệ nhất thành hết thảy. Cũng là bởi vì phù văn này tồn tại. Hảo, Lăng Phong tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, không chút do dự đứng tại Tiêu Phàm vừa mới đứng chỗ. Ở đây nhiều người như vậy, Tiêu Phàm duy chỉ có nhường hắn Lăng Phong đứng ở chỗ này, không hề nghi ngờ, đây là Tiêu Phàm tin tưởng hắn người đại ca này, xem như đại ca, làm sao có thể cự tuyệt đâu. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi vào một bên Quân Nhược Hoan trên thân. Quân Nhược Hoan, bây giờ có một cơ hội, để cho ngươi hoàn toàn khôi phục thương thế, bất quá quá trình có thể có chút đau đớn, nhưng cũng có thể để ngươi thực lực tiến thêm một bước, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Ta nguyện ý, Quân Nhược Hoan nghe vậy, nơi nào còn có thể do dự, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Những ngày qua Tiêu Phàm đối với hắn thương thế một mực chẳng quan tâm, Quân Nhược Hoan còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã quên đi đâu, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn nhớ kỹ. Ngươi trước chớ nóng vội đáp ứng, Tiêu Phàm khoát khoát tay, đảo. Điện chủ là sợ ta khôi phục thương thế sau đó, liền rời đi Tu La Điện sao? Quân Nhược Hoan sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan buồn bực, chẳng lẽ ngươi lo lắng không phải việc này? Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói, ta ngược lại không lo lắng việc này, cứu ngươi, là ngươi ta ở giữa duyên phận. Huống chi... Ngươi tất nhiên gia nhập Tu La Điện, ta tự nhiên tin tưởng ngươi làm người, chỉ cần ngươi không có ra khỏi Tu La Điện, cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển, cũng vẫn là Tu La Điện người. Ta, Quân Nhược Hoan trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, xoa tóc chua, trong lòng có chút áy náy. Tốt, nam tử hán đừng lề mề, đã ngươi nguyện ý thử một lần, vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn Tiêu Phàm chính là như thế, ngươi đem ta coi là mình người. Ta tự nhiên cũng đem ngươi trở thành người một nhà,
Ngươi nếu là không coi ta là người một nhà, vậy ngươi cầu ta cũng vô ích. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lật ra bàn tay, một khối đá ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên một hồi cho bụi. Đám người nhao nhao phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là nhìn thấy trên tảng đá phương điêu khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, vừa vặn có thể dung nạp một người tả hữu. Ngồi lên, Tiêu Phàm ngữ khí không dung phủ định. Quân Nhược Hoan thở sâu đi tới, nếu như nói phía trước hắn đối với Tiêu Phàm còn rất lớn đề phòng, nhưng là bây giờ, hắn đối với Tiêu Phàm đề phòng đã hạ xuống thấp nhất. Bởi vì, hắn thực sự nghĩ không hiểu, lấy Tiêu Phàm năng lực cần lợi dụng chính mình cái gì, chính mình chẳng qua là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Coi như khôi phục thực lực, cũng tối đa chỉ là thiên thần cảnh tu vi. Nhìn thấy Quân Nhược Hoan ngồi xuống, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu Đạo. Thần Thiên Nghiêu, ngươi cho ta áp chế hắn, muôn ngàn lần không thể nhường hắn loạn động. Quỷ Thiên Cửu, qua phía dưới ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Là, điện chủ, hai người gật gật đầu, chỉ là bọn hắn không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là muốn như thế nào cứu Quân Nhược Hoan. Tiêu Phàm gật gật đầu, xòe bàn tay ra, từng cây kim châm thế mà lơ lửng tại hư không, hết thảy có 9 cái, mỗi một cây đều dài đến 3 tấc có thừa. Ngươi kinh mạch bị hao tổn, lần trước ta đã giúp ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, bây giờ thay ngươi khôi phục thần lực hải và khu trừ thể nội chi độc. Kiên nhẫn một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 9 cái kim châm đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt, giống như lợi kiếm gào thét mà ra, từ 9 cái phương hướng phóng tới Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan nhìn thấy cái kia 9 cái kim châm bay vụt mà tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, bản năng muốn phản kháng, nhưng mà, hắn hồi tưởng lại Tiêu Phàm lời nói, vội vàng khắc chế chính mình. Tiêu Phàm nếu quả thật muốn giết hắn, căn bản không dùng đến phiền toái như vậy. Phốc phốc phốc, vài tiếng giòn vang, 9 cái kim châm đột nhiên xuất vào Quân Nhược Hoan thể nội, đỉnh đầu 3 cây, ngực 3 cây, sau lưng cũng đồng dạng cắm 3 cây. 9 cái kim châm nhập thể, Quân Nhược Hoan trong cơ thể thần lực bắt đầu trở nên vô cùng nóng nảy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, gân xanh chợt bạo khởi. Đồng thời, Quân Nhược Hoan khí thế trên người bắt đầu không ngừng kéo lên, thậm chí bên ngoài thân đều hiện lên ra một đoàn màu đen khí diễm, giống như đao cương đồng dạng sắc bén vô cùng. Điện chủ, thần lực của hắn hải bạo động, tiếp tục như vậy, chẳng phải là tương đương với tự bạo. Thần Thiên Nghiêu thấy thế, sắc mặt đại biến. Quân Nhược Hoan thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong a, nhưng hắn tự bảo, người nơi này đoán chừng mỗi một cái có thể sống sót, dù sao bọn hắn bây giờ cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Không hiểu liền đi một bên, đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Tiểu Kim dày một tiếng, lạnh như băng nhìn xem Thần Thiên Nghiêu, quan tiểu thất sắc mặt cũng khó nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, ai cũng có thể hoài nghi Tiêu Phàm, nhưng thân là Tu La Điện người, tuyệt đối không thể. Thần Thiên Nghiêu nhíu mày, trên thân một cỗ như có như không khí thế tản ra, nếu như là Tiêu Phàm quát lớn chính mình, hắn sẽ không để ý, dù sao Tiêu Phàm thực lực đã không kém gì hắn, hắn cũng thần phục Tu La Điện. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không cho phép những người khác khinh thường chính mình, dù là đó là Tiêu Phàm huynh đệ. Ngươi còn nghĩ động thủ không thành, lúc này, Tiêu Phàm quay đầu trừng Thần Thiên Nghiêu một mắt. Lời này vừa nói ra, Ảnh Phong, Điên Lang, Diệp Trường Sinh đám người khí thế tất cả đều tập trung vào Thần Thiên Nghiêu, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không dám, Thần Thiên Nghiêu mí mắt cuồng loạn, vội vàng nói. Quỷ Thiên Cửu âm thầm lắc đầu, Thần Thiên Nghiêu vẫn là quá xem thường Tiêu Phàm huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm, nếu như ngươi Thần Thiên Nghiêu không phải thực lực cường đại một điểm, đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ không thu phục ngươi. Điểm này, Quỷ Thiên Cửu so Thần Thiên Nghiêu nhìn minh bạch, hắn biết rõ lập trường của mình, Thần Thiên Nghiêu nếu là dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Đã ngươi không muốn, Tiểu Kim, Tiểu Ngũ, các ngươi tới giúp ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Thần Thiên Nghiêu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn như cũ không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói. Thần Thiên Nghiêu lui sang một bên, hắn thế mới biết, hắn tại Tiêu Phàm tâm trong mắt địa vị, vĩnh viễn cũng sẽ không có Tiểu Kim cùng quan tiểu thất bọn hắn trọng yếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất, đây chính là cùng Tiêu Phàm chết sống có nhau huynh đệ, không biết thay Tiêu Phàm chảy bao nhiêu huyết. Hắn Thần Thiên Nghiêu đâu, đã từng vẫn là Tiêu Phàm địch nhân, thậm chí nhiều lần muốn giết chết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không có giết hắn, ngược lại mời hắn trở thành Tu La Điện phó điện chủ. Nhưng hắn Thần Thiên Nghiêu lại quyết tuyệt, bằng không mà nói, hắn bây giờ đã là Tu La Điện phó điện chủ. Muốn so phía dưới, chính hắn cùng Tiêu Phàm huynh đệ so sánh, lại coi là gì đây? Huống chi,
Hắn liền Tiêu Phàm cũng hoài nghi, bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra hắn cùng với Quan Tiểu Thất sự chênh lệch giữa bọn họ, ít nhất, nhân gia huynh đệ là có thể đem sinh tử giao cho đối phương, nhưng hắn Thần Thiên Nghiêu có thể sao? Nghĩ tới đây, Thần Thiên Nghiêu bình phục một chút suy nghĩ, bản thân có thể trở thành Tu La Điện hộ pháp, có lẽ đã là một loại vinh hạnh. Tiêu Phàm lại không đang chú ý Thần Thiên Nghiêu, mà là đắm chìm tại Quân Nhược Hoan thương thế bên trong. Bây giờ, Quân Nhược Hoan khí thế trên người đã nhảy lên tới một cái cực điểm, trong cơ thể thần lực điên cuồng phun trào, tựa như tùy thời muốn phá thể mà ra đồng dạng. Nhưng mà quỷ dị là, cỗ lực lượng kia thật sự bị chính cái kim châm áp chế ở Quân Nhược Hoan thể nội, không có ly thể mảy may. À, tương đương, Quân Nhược Hoan cuối cùng không chịu nổi cái kia thần lực bạo động đau đớn, bắt đầu gào thét. Loại đau khổ này, đám người không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn hắn biết, thần lực đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch, lôi xé kinh mạch lúc đau đớn, chính xác không là người bình thường có thể tiếp nhận. Đám người có thể nhìn thấy, tại Quân Nhược Hoan bên ngoài thân, vậy mà thẩm thấu ra từng đạo chất lỏng màu đen, tản ra một cỗ nồng nặc tanh hôi chi vị. Từ từ tương đương, chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất phía trên, vậy mà phát ra một hồi ăn mòn âm thanh, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, không cần nghĩ cũng biết, đây là nọc độc. Loại độc này dịch thậm chí ngay cả mặt đất nham thạch đều có thể ăn mòn, Quân Nhược Hoan lại có thể không chết, đây quả thực là một kỳ tích. Cưỡng ép vận chuyển thần lực hải, đi qua cái kia chín cái kim châm hình thành đặc thù che chắn lúc, đem nọc độc loại bỏ đi. Này đối thân thể con người hiểu rõ, cùng với đối với thần lực hòa linh hồn khống chế cũng không phải bình thường nhập via. Quỷ Thiên Cửu thời khắc chú ý đến Quân Nhược Hoan trạng thái, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nói chung, thần lực hải bạo động, trừ phi thực lực cường đại mấy cái cấp độ, bằng không là tuyệt đối không có khả năng áp chế ở một cái thần lực hải bạo động nhân. Tiêu Phàm bây giờ cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết là không thể áp chế Quân Nhược Hoan, nhưng Tiêu Phàm lại làm được, hiển nhiên là bằng vào cái kia chín cái kim châm mới đạt tới bước này, đủ để chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thần lực bạo động, vậy mà không có phá hư Quân Nhược Hoan kinh mạch và linh hồn, đây chính là lực khống chế thể hiện. Chiêu này, dù là hắn Quỷ Thiên Cửu nắm giữ thiên thần cảnh thực lực, cũng không thể làm đến. Quảng trường phương vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe được Quân Nhược Hoan phát tiết tiếng gào thét, bất quá có Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm hợp lực áp chế, Quân Nhược Hoan cơ thể nhưng là không thể động đậy mảy may. Không sai biệt lắm một chén trà thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên lấy tay vung lên, Quân Nhược Hoan bên ngoài thân màu đen nọc độc trong nháy mắt tiêu thất, lập tức lộ ra một trương mặt tái nhợt. Tiêu Phàm lấy tay đánh ra một đạo thủ ấn, rơi vào Quân Nhược Hoan ngồi xuống trong viên đá, chỉ một thoáng, trên tảng đá phương đường vân lập tức sống lại. Sau một khắc, nhường đám người kinh ngạc sự tình xảy ra, nhưng là nhìn thấy trên tảng đá phương tản ra từng đạo gợn sóng, ngay sau đó, bốn phía cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà tới, tụ vào Quân Nhược Hoan thể nội. Tụ linh trận, Quỷ Thiên Cửu giờ mới hiểu được những đá này tác dụng, có trận pháp này tại, Quân Nhược Hoan kinh mạch và thần lực hải sẽ có được thần linh chi khí thoải mái, đoán chừng không bao lâu thì sẽ khôi phục. Quả nhiên, chỉ một lát sau thời gian, Quân Nhược Hoan liền mở hai mắt ra, khí thế mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng mọi người có thể cảm nhận được khí chất của hắn có chút bất đồng rồi. Đột phá thiên thần cảnh, Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan đạo. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Quân Nhược Hoan đạo còn chịu nổi. Chịu nổi, Quân Nhược Hoan khẽ cắn môi. Tiếp xuống đau đớn, thế nhưng là so vừa mới muốn đau đớn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm ngưng thanh đạo. Đám người nghe vậy, con người hơi hơi co rút, so thống khổ vừa rồi đều mãnh liệt hơn mấy chục lần, đây thật là người có thể tiếp nhận sao? Bây giờ mà bắt đầu, ta sợ ta qua phía dưới thật sự sợ. Quân Nhược Hoan cắn răng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đạo kế tiếp, muốn trị khỏi bệnh là của ngươi linh hồn, cùng với mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi nhất thiết phải hoàn toàn chạy không tâm thần, mệnh cách không nên phản kháng. Linh hồn, mệnh cách, đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Quân Nhược Hoan là linh hồn cùng mệnh cách bị hao tổn? Linh hồn bị hao tổn, còn có phương pháp có thể chữa trị, có thể mệnh cách bị hao tổn, không phải nói là rất khó khôi phục không? Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã tìm được chữa trị mệnh cách phương pháp cùng thủ đoạn? Quân Nhược Hoan lần này nhưng là không hề do dự gật đầu một cái, đối với Tiêu Phàm đã có loại phát ra từ phế phủ tín nhiệm. Tiêu Phàm thấy thế, mỉm cười, phía trước hắn nói không có biện pháp chữa trị Quân Nhược Hoan, chủ yếu có ba điểm, một là thực lực của hắn không đủ,
hai là Quân Nhược Hoan không tín nhiệm hắn, ba nhưng là không có chữa trị mệnh cách đồ vật. Bây giờ, Tiêu Phàm khoảng cách thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, đối chiến cổ thần cảnh không thành vấn đề, thực lực miễn cưỡng đủ. Đồng thời, Quân Nhược Hoan cũng đã tín nhiệm hắn, tại trị liệu quá trình bên trong đương nhiên sẽ không phản kháng hắn, linh hồn cùng mệnh cách chính là cực kỳ huyền diệu, một khi phản kháng, cho dù Tiêu Phàm cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chữa trị mệnh cách đồ vật. Cái này cũng là đám người tò mò nhất, Tiêu Phàm rốt cuộc muốn dùng cái gì tới chữa trị tính cách đâu. Hô! Trong lúc mọi người nghi hoặc lúc, một thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đương nhiên, làm người ta chú ý nhất nhưng là người tới trong tay hai cái tinh thể. Thần cách, là cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê một mắt liền nhận ra được. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, đã làm thịt hai cái. Người tới, hầm hực cười nói, cung kính đem hai cái thần cách đưa cho Tiêu Phàm, không là người khác, chính là Trọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiếp nhận hai cái cổ thần thần cách, mà hầu chiêu trưởng mở ra, lại có một cái thần cách hiện lên ở lòng bàn tay. Lại một mai cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê lần này thật sự chấn kinh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ công tử là muốn dùng ba cái cổ thần thần cách tu bổ mệnh của hắn cách? Cái này đại giới cũng quá lớn à. Lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này thật tồn tại. Quỷ Thiên Cừu cũng là con ngươi hơi hơi co rút, chấn động vô cùng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này hắn từng nghe nói qua, chính là dùng những thứ khác mệnh cách, đi tu bổ một cái khác mệnh cách. Loại thủ pháp này mười phần hà khắc, đệ nhất, nhất thiết phải thi triển lấy mệnh bổ mệnh người đối với mệnh cách hết sức quen thuộc, bằng không vô cùng có khả năng tổn hại bị tu bổ người. Đệ nhị, bị dùng để tu bổ mệnh cách nhất thiết phải mạnh hơn nhiều bị tu bổ mệnh cách. Hơn nữa có thể cần mấy mai mệnh cách. Hắn càng khiếp sợ chính là, Tiêu Phàm vậy mà nguyện ý tiêu phí đánh đổi như vậy, đi cứu một cái vừa mới gia nhập vào Tu La Điện nhân. Điện chủ, ta không có thể muốn. Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đứng dậy, hắn biết rõ, ba cái cổ thần thần cách đối với Tu La Điện tới nói đại biểu cho cái gì. Nếu có người trực tiếp luyện hóa lời nói, Tu La Điện nhưng là trực tiếp nhiều ba cái cổ thần cường giả A. Mà tương đương với hy sinh ba cái cổ thần tới cứu mình, cái này đại giới cũng thực sự quá lớn. Quân Nhược Hoan biết Tiêu Phàm cứu mình đại giới rất lớn, nhưng là chưa từng nghĩ qua lớn như vậy. Ba cái cổ thần thần cách A, đây nếu là bán đi, tuyệt đối có thể thu được số lớn tài nguyên. Ba cái cổ thần thần cách mà thôi, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói không tính việc khó, chờ ngươi cường đại, đưa ta chính là. Tiêu Phàm mười phần bình tĩnh nói. Ba cái cổ thần thần cách. Tiêu Phàm thật đúng là không có để ở trong lòng, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính mình luyện hóa, hoặc có lẽ là, Tiêu Phàm từ trên căn bản là xem thường luyện hóa thần cách nhân. Luyện hóa thần cách tất nhiên dễ dàng đột phá, nhưng sẽ hạn chế một người thiên phú và tương lai. Đến nỗi Tu La Điện nhân, nếu như không đến vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không muốn để bọn hắn luyện hóa thần cách đột phá. Quân Nhược Hoan mí mắt một hồi nhảy lên, khỏi cần phải nói, chính là Tiêu Phàm phách lực này. Liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Hảo, tương lai, ta nhất định gấp 10, gấp 100 lần báo đáp công tử. Quân Nhược Hoan đột nhiên thở sâu, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt, hết sức trịnh trọng đạo. Nếu như nói Quân Nhược Hoan phía trước còn có chút đề phòng, nhưng giờ khắc này, Quân Nhược Hoan hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính phục Tiêu Phàm. Đứng lên, ta tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu cùng Hàn Lê nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất đồng rồi, mặc kệ Tiêu Phàm có phải hay không cố ý lôi kéo nhân tâm, bọn hắn đối với Tiêu Phàm đều chỉ có bội phục. Coi như hắn là cố ý lôi kéo nhân tâm, làm cho người khác nhìn, nhưng thủ bút này đã không nhỏ. Có bản lĩnh, ai dùng ba cái cổ thần thần cách lôi kéo một cái chiến thần cảnh tu sĩ A. Bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm cũng không vẻn vẹn muốn cứu Quân Nhược Hoan đơn giản như vậy, mà là hắn biết. Quân Nhược Hoan cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như là một người bình thường, kinh mạch bị hao tổn, thần lực hải gần như vỡ nát, linh hồn trọng thương, mệnh cách bị hao tổn, tuyệt đối đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng Quân Nhược Hoan lại có thể sống sót, đủ để chứng minh Quân Nhược Hoan bất phàm, đợi một thời gian, Quân Nhược Hoan tuyệt đối có thể đạt đến một cái độ cao đáng sợ, đây là Tiêu Phàm vui lòng thấy. Tu La Điện muốn mở rộng, bằng vào chiến hồn đại lục những người này như thế nào có thể đầy đủ đâu. Mặt khác, hắn cũng có chút tiểu tâm tư, muốn thử một chút, lấy mệnh bổ mệnh phải chăng có thể thành công, nếu như có thể, máu kia vô tuyệt có thể thì có cứu được. Quỷ Thiên Cừu, thay ta đem hắn linh hồn kéo ra ngoài.
Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía Quỷ Thiên Cửu đảo, nhìn thấy Quỷ Thiên Cửu có chút do dự, lại nói ta biết ngươi có thể, ngươi cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Là, điện chủ, Quỷ Thiên Cửu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Thở sâu, Quỷ Thiên Cửu đi đến Quân Nhược Hoan trước người, nhíu mày, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải của hắn phía trên, cuồn cuộn lấy sương mù màu đen. Sau một lát, liền ngưng kết trở thành một cái quỷ trảo rõ ràng là giả, lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố và bén nhọn cảm giác. Hồng hộc. Trong lúc mọi người kinh ngạc lúc, Quỷ Thiên Cửu tay phải đột nhiên hóa thành một tia chớp chui vào Quân Nhược Hoan mi tâm, lúc xuất hiện lần nữa, trong tay của hắn đã nhiều hơn một đạo hư ảnh. Cái này, đám người bị Quỷ Thiên Cửu chiêu này sợ choáng váng mắt, lại đem Quân Nhược Hoan linh hồn sống sờ sờ bắt đi ra. Nếu là Quỷ Thiên Cửu nhằm vào bọn họ, chẳng phải là... Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Quỷ Thiên Cửu ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cho dù Quân Nhược Hoan cũng chấn động vô cùng, con người hơi hơi co rút, nhìn chằm chằm Quỷ Thiên Cửu, muốn nói điều gì, cuối cùng lại không có nói ra. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, hắn rõ ràng đã sớm biết Quỷ Thiên Cửu nắm giữ năng lực như vậy. Bây giờ giao cho ta, Tiêu Phàm ngưng thanh đạo, bỗng nhiên, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen há miệng chợt đem Quân Nhược Hoan nuốt xuống. Thí thần tổ thú, Hàn Lê mấy người nhìn thấy bóng đen kia, không khỏi hít một hơi lạnh, dọa đến lui về phía sau mấy bước. Thậm chí ngay cả thần Thiên Nghiêu cùng Quân Nhược Hoan đều hoảng sợ không thôi, chỉ có Quỷ Thiên Cửu coi như bình tĩnh, hắn rõ ràng đã biết rất sớm Tiêu Phàm nắm giữ thí thần sự tình. Tiêu Phàm không để ý đến mọi người kinh ngạc, trực tiếp đem ba cái cổ thần thần cách ném vào thí thần thú trong miệng. Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể không cần thí thần bại lộ trước mặt người khác, hắn làm như vậy, cũng là vì chấn nhiếp Hàn Lê, thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu ba người mà thôi, để bọn hắn rõ ràng chính mình vị trí. Nhìn thấy thí thần thú thân ảnh, Hàn Lê vẫn là phát ra từ nội tâm kính sợ, đây chính là thần thú trên bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại A, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là đứng đầu nhất. Hàn Lê giờ mới hiểu được Tiêu Phàm là một cái dạng quái vật gì, dạng này người, cũng không phải bản thân có thể đắc tội. Ảnh Phong huynh, Điên Lang huynh, Diệp huynh, Đệ Tam Điện, Đệ Lục Điện cùng Đệ Bát Điện phương hướng, Thiên Âm Tông nhân bắt đầu điên cuồng phản công. Lúc này, Lang Phong đột nhiên mở miệng nói. Ảnh Phong, Điên Lang và Diệp Trường Sinh ba người nhìn Tiêu Phàm nhất mắt, sau đó hướng về phía Lang Phong cùng Chọc Thiên Hồng hội ý gật gật đầu, ba người lúc này mới rời đi. Mặc dù Tiêu Phàm cùng Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu đều ký kết chủ phó khế ước, nhưng mà ai biết bọn hắn có thể hay không đối với Tiêu Phàm ra tay, đồng quy vu tận đâu. Quỷ Thiên Cửu chỉ có thể khổ tâm nở nụ cười, bọn hắn rõ ràng còn không có giành được Tu La Điện các vị Diêm La Điện chủ tín nhiệm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại, bọn hắn căn bản không có quá nhiều thành tích, đối phương lại dựa vào cái gì tín nhiệm bọn họ đâu. Mấy người chỉ có thể đứng ở một bên vì Tiêu Phàm hộ pháp. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đệ nhất thành bên trong cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ là phía chân trời ngẫu nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, trận chiến đấu này, cơ bản cũng là một mảnh ngã ám sát, căn bản không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tu La Điện có thể dễ dàng phát hiện Thiên Âm Tông tu sĩ vị trí, mà Thiên Âm Tông lại hai mắt biến thành màu đen, như thế nào có thể là Tu La Điện đối thủ đâu. Sau ba canh giờ, đệ nhất thành triệt để yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến chiến đấu cũng không sai biệt lắm, Chọc Thiên Hồng lẩm bẩm nói, sau đó chợt bị Tiêu Phàm động tác hấp dẫn. Chỉ thấy Tiêu Phàm sau lưng thí thần thú hư ảnh đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo linh hồn hiện lên, so với phía trước nhìn qua muốn phong phú rất nhiều. Lờ mờ có thể nhìn thấy đạo này linh hồn trong mi tâm, lơ lửng một cái mượt mà hoàn mỹ tinh thể, tản ra từng đạo vàng óng ánh tia sáng. Tốt, Quỷ Thiên Cửu kinh ngạc nhìn Quân Nhược Hoan trong linh hồn viên kia mệnh cách. Nguyên bản hắn còn nghĩ tận mắt nhìn lấy mệnh bổ mạng thủ pháp, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhường thí thần nuốt vào Quân Nhược Hoan linh hồn sau đó, liền đứng ở đó không nhúc nhích. Tới phiên ngươi, Tiêu Phàm nhìn xem Quỷ Thiên Cửu đảo. Quỷ Thiên Cửu gật gật đầu, một mực hắc trảo bọc lấy Quân Nhược Hoan linh hồn, nhanh chóng đưa vào Quân Nhược Hoan thể nội, sau một khắc, Quân Nhược Hoan trên thân tản ra vô cùng khí tức cuồng bạo, ẩn ẩn có loại muốn vượt qua thiên thần cảnh xu thế. Nếu như không phải là bị trận pháp áp chế, hắn tuyệt đối có thể đột phá thiên thần cảnh, hơn nữa còn xa xa không chỉ thiên thần cảnh tiền kỳ. Đa tạ công tử, Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đi đến Tiêu Phàm trước người, cung kính bái nói. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay cười nói, nhưng mà lời còn chưa dứt,
Thanh âm của hắn lại đột nhiên ngừng lại, một cỗ vô cùng kinh khủng dreadlock lấy Tu La Phong chi đỉnh. Tự tìm cái chết, Lang Phong, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nhu bọn người nhao nhao hét lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng là nhìn thấy một đạo to lớn trưởng cương từ thiên đè xuống. Mấy người không chút do dự đánh ra từng đạo bén nhọn công kích, hướng về không trung cái kia trưởng cương oanh sát mà đi. Bành bành bành. Nhưng mà, mọi người công kích đánh vào cái kia trưởng cương phía trên lúc, vậy mà trực tiếp đổ lên, mà cái kia trưởng cương, nhưng là không chút nào động. Cái gì? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ không thể tin, bọn hắn mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối phương mà thôi không có khả năng mạnh hơn bọn họ mới đúng à? Ha ha, lần này, các ngươi chết chắc, đều cho bản tông chủ chết đi. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu từ phía chân trời truyền đến, âm thanh tràn đầy vô tận sát ý, lực lượng cuồng bạo ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Âm Tuyệt, ngươi như thế nào đến nơi này, hơn nữa còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lang Phong một mặt không tin nhìn xem không trung, quanh thân phượng hoàng chi hỏa đốt cháy, lăn lộn, trong mắt hiện đầy tơ máu. Như thế nào đến nơi này, là các ngươi quá tự cho là đúng, sâu kiến vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Âm Tuyệt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cái kia trưởng cương sức mạnh lần nữa bạo tăng, chớp mắt liền đã đến Tu La trên điện khoảng không, muốn đem Tu La trên núi tất cả mọi người oanh sát. Lang Phong trong lòng hối hận vô cùng, hắn phấn đem hết toàn lực muốn phóng lên trời, nhưng mà giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy Âm Tuyệt trưởng cương sắp vỡ nát Tu La Phong, lòng của mọi người đều nhảy tới cổ họng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, vì cái gì bọn hắn đều bị áp chế tu vi, mà Âm Tuyệt lại có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngươi nói không sai, sâu kiến vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên bay vọt lên, sau đó đám người chỉ thấy một đạo quang mang thoáng qua, cái kia trưởng cương chợt bạo tán mở ra, năng lượng cuồng bạo ba động bao phủ bốn phương tám hướng. Ai? Âm Tuyệt sợ hãi kêu, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện một đạo áo bào đen thân ảnh bên trên, tiểu tử, ngươi vì cái gì có thể phát huy toàn bộ bộ thực lực? Lão Tam, Điện Chủ, Lang Phong bọn người ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trời cao áo đen thân ảnh, rõ ràng áo bào đen thân ảnh không là người khác, chính là Tiêu Phàm. Ngươi cũng có thể phát huy toàn bộ bộ thực lực, vì cái gì ta không có thể? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn chính là người bày trận, tự nhiên siêu thoát tại trận pháp bên ngoài, nếu là trận pháp kia sư bố trí trận pháp, ngay cả mình đều bị trận pháp áp chế, kia thật là cái ngu dốt. Hừ, coi như ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn phải là chết. Âm Tuyệt khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, diệt ta Thiên Âm Tông, U Vân Phủ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ cuối cùng cam lòng thi triển ra toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì tới khi nào đâu. Ngươi đã sớm biết ta tại ẩn giấu thực lực, Âm Tuyệt sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, loại này bị người khác nắm trong tay tư vị rất khó chịu. Đường đường cổ thần cảnh tiền kỳ thần tu cường giả, cư nhiên bị ta quạt hai bàn tay cũng không động hợp tác, nếu không phải là cái thứ hèn nhát, nếu không phải là có mưu đồ, rõ ràng ngươi thuộc về cái sau. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Hắn tự nhiên biết Âm Tuyệt phía trước không có thi triển ra toàn bộ thực lực, đây là Tiêu Phàm nhiều năm chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Tiêu Phàm quạt hắn hai bàn tay, Âm Tuyệt vậy mà nhìn xuống không có mất đi lý trí, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nói hắn là thứ hèn nhát, có thể Âm Tuyệt lại triệu hoán đến toàn bộ tông môn, đây tuyệt đối không phải hèn yếu biểu hiện. Tương phản, mà là Âm Tuyệt cũng nghĩ thừa cơ nắm lấy số một thành, tiếp đó thuận tiện cướp đoạt phi kiếm môn cùng Lưu Vân Tông mấy đại thế lực địa bàn mà thôi. Bất quá, Âm Tuyệt âm mưu Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, bởi vì này hết thảy đều tại hắn kế hoạch bên trong. Từ Âm Nguyên lão tổ dẫn người xuất hiện, Tiêu Phàm liền đã tại đánh Thiên Âm Tông chủ ý, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến như thế thuận lợi. Biết quá nhiều nhân, đều sẽ chết rất sớm. Âm Tuyệt lạnh lèo đảo, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta không chỉ biết ngươi có mưu đồ, hơn nữa ta còn biết, ngươi là ai một con chó. Tiêu Phàm thần sắc tự nhiên. Âm Tuyệt phía trước tất nhiên ẩn giấu thực lực, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có toàn lực ứng phó, đối phó cổ thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, hắn vẫn có nhất định tự tin. Đương nhiên,
hắn Tiêu Phàm chỗ dựa lớn nhất cũng không phải cái này. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Âm Tuyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi sở dĩ không nhìn Cửu Cung khóa thần trận, cũng không phải ngươi đủ cường đại, mà là ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải người, cho nên trận này đối với ngươi vô dụng, ta nói đúng không? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm cười cười, lại nói, như ngươi loại này công pháp, ta nhớ được cùng thi luyện cổ kinh lên luyện thi chi pháp có chút tương tự, mà thi luyện cổ kinh, hình như là Thiên Thi Tông chấn tông công pháp a. Ngươi, Âm Tuyệt nghe vậy, cơ thể run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên cảm giác, mình tại Tiêu Phàm trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, tựa như mình tất cả bí mật bị Tiêu Phàm nhất tầng một tầng đẩy ra, trở nên trơn bóng đồng dạng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, tựa như hết thảy đều bị Tiêu Phàm nắm ở trong tay. Ngươi là làm thế nào biết? Thật lâu, Âm Tuyệt lúc này mới phun ra một câu nói. Ngươi bây giờ là không phải còn cảm thấy, ta diệt Thiên Âm Tông, U Vân Phủ sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Âm Tuyệt, đáp phi sở vẫn nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta đoán, U Vân Phủ hẳn là sẽ ban thưởng ta mới đúng, dù sao Thiên Thi Tông có vẻ như cùng U Vân Phủ là đối thủ một mất một còn. Đã ngươi đều biết, vậy ngươi có thể đi chết. Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hừ, cũng liền tại lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, làm Âm Tuyệt trưởng cương sắp tới gần Tiêu Phàm lúc, một bóng người xinh đẹp thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lợi kiếm bắn ra mà ra. Âm Tuyệt thấy thế, biến sắc, bất quá trưởng cương lại không có bất luận cái gì thu hồi ý tứ, ngược lại dùng hết toàn lực một trưởng vỗ ra. Oanh! Một tiếng vang dội, hai người trưởng cương cùng kiếm chỉ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, hư không phát sinh explosion. Âm Tuyệt thân ảnh bay ngược mà ra, mà bóng người xinh xắn kia vẻn vẹn lui về phía sau ba bước. Thanh Giả Vũ, Âm Tuyệt cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện bóng hình xinh đẹp, sắc ý lạnh như băng không thêm mảy may che giấu. Rất rõ ràng, vừa mới xuất thủ người chính là Thanh Giả Vũ, nàng một mực tại đại trận bên ngoài chờ lấy, nguyên bản nàng là muốn thấy được kết quả sau cùng. Có thể kết quả nàng không đợi được, đợi đến nhưng là Tiêu Phàm cùng Âm Tuyệt một đoạn kia đối thoại. Tại biết Âm Tuyệt là Thiên Thi Tông nhân chi phía sau, Thanh Giả Vũ giận dữ, căn bản không cần Tiêu Phàm mở miệng, nàng liền không nhịn được lập tức diệt Âm Tuyệt, cái này cũng là Thanh Giả Vũ xuất thủ nguyên nhân. Hiện tại muốn giết người diệt khẩu, có vẻ như đã chậm. Tiêu Phàm nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, thần sắc có chút nghiền ngẫm, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nước động, không đúng, người mới vừa rồi là nghĩ liền Thanh Giả Vũ đều cùng một chỗ giết, tiếp đó giá hỏa cho ta. Mượn U Vân Phủ tay diệt ta, tiếp đó người Thiên Âm Tông liền có thể trở nên mạnh hơn. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiểu tử, đều là ngươi. Âm Tuyệt nghiêm nghị một tiếng, trong mắt của hắn lộ ra ánh mắt giết người, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn hắc vụ cuồn cuộn, so sánh vừa rồi càng thêm nồng đậm, trong khói đen lộ ra một loại khí tức mục nát, đem so với phía trước, không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thật là mạnh thi khí. Quả nhiên cùng trời thi tông thi luyện cổ kinh đồng nguyên. Quân Như Hoan cảm nhận được không trung cường đại kia khí tức, sầm mặt lại. Thiên vực cửu phủ 13 tông, xếp hạng thứ 3 Thiên Thi Tông. Hàn Lê toàn thân run rẩy, bờ môi có chút phát run. Nếu như Âm Tuyệt thực sự là Thiên Thi Tông người, ngày đó Âm Tông chẳng phải là Thiên Thi Tông tại U Vân Phủ một con cờ. Tiêu Phàm bây giờ diệt Thiên Âm Tông, cũng không thì tương đương với đắc tội Thiên Thi Tông. Nghĩ tới đây, Hàn Lê trong lòng liền vô cùng lo lắng. Chết, một tiếng quát lớn, Âm Tuyệt hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ giống như sấm sét, trực tiếp xuyên qua Thanh Giả Vũ ngăn cản. Lan, Tiêu Phàm sắc mặt đưa tay chính là một trường, điều động toàn thân sức mạnh, cùng Âm Tuyệt đối đánh vào cùng một chỗ, cùng lúc đó, con người của hắn bỗng nhiên phun ra hai đoàn huyết ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt bao phủ Âm Tuyệt. Nghiệp hỏa, Âm Tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trong nháy mắt bị nghiệp hỏa bao phủ, dùng hết toàn lực đẩy lui Tiêu Phàm, sau đó cực tốc hướng về phía chân trời lao đi. Không gian cấm chế này tất nhiên rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến ngăn cản một cái cổ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm thu về bàn tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Âm Tuyệt, cũng không có đuổi tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới, bình tĩnh nói Thiên Âm Tông, diệt. Thiên Âm Tông, diệt. Tiêu Phàm bình thản lời nói, lại giống như thiên âm đồng dạng quanh quẩn tại hư không. Một câu nói liền đoạn mất một tông tồn vong,
hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chỉ là một thiên thần cảnh. Phía dưới Quân Như Hoan đám người con mắt tất cả đều rơi vào không trung đạo kia gầy yếu áo bào đen thân ảnh bên trên, kính như thần minh đồng dạng. Bây giờ, Tiêu Phàm tại tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Thanh Giả Vũ cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng thân là cổ thần cảnh cường giả, tại Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh trước mặt, đều cảm giác có chút hô hấp dồn dập. Thời gian dường như đứng im tại thời khắc này, trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Thật lâu, đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, bốn phía sương mù chậm rãi tiêu tan, không gian cấm chế cũng chậm chậm tiêu thất. Đến nỗi cửu cung khoa thần trận áp chế, sớm tại Thanh Giả Vũ tiến vào lúc, Tiêu Phàm liền đã âm thầm triệt hồi, bằng không mà nói, Thanh Giả Vũ cũng không thể cùng Âm Tuyệt đối bắt. Đại trận triệt hồi, thứ nhất thành cảnh sắc lập tức lộ ra ngoài, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Thời khắc này thứ nhất thành bên trong, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy đầy đất, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, trong không khí lộ ra máu tanh nồng nặc chi khí. Thiên Âm tông nhân chết hết, thứ nhất thành bên ngoài, có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Những người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, bọn hắn lưu tại nơi này, muốn nhìn một chút thứ nhất thành là như thế nào bị tiêu diệt, có thể kết quả lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thiên Âm tông trên vạn người, bây giờ vậy mà một tên cũng không để lại, chết hết. Thiên Âm tông tông chủ Âm Tuyệt, giống như từ nơi này phương hướng trốn, trên vạn người, chỉ có một người đào tẩu. Lại có người mở miệng, âm thanh run rẩy kịch liệt lấy. Đây chính là Thiên Âm tông A, tương đối cường đại tam lưu tông môn, cư nhiên bị một cái bất nhập lưu thế lực cho bị diệt. Rất nhiều người vẫn như cũ không tin tưởng vào hai mắt của mình, còn tưởng rằng mình là một giấc chiêm bao đồng dạng. Ai, sớm biết ta nên lưu lại thứ nhất thành, cùng tồn vong, bây giờ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất A. Ai nói không phải thì sao, nếu là trước kia lưu lại thứ nhất thành, chúng ta cũng ắt hẳn có thể trở thành thứ nhất thành tinh anh, bị thành chủ trọng dụng. Đáng tiếc, bỏ lỡ, liền không có. Bên ngoài thành tu sĩ hối tiếc không thôi, than thở, bọn hắn cho rằng thứ nhất thành nhất định hủy diệt, cho nên không dám lưu lại thứ nhất thành, bị đánh xuống tham sống sợ chết nhãn hiệu. Bây giờ nếu như lần nữa gia nhập vào thứ nhất thành, đoán chừng cũng sẽ không bị thứ nhất thành coi trọng. Mà những cái kia lưu lại thứ nhất thành nhân, nhưng là lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể sống sót. Bọn hắn biết, chính mình đánh cuộc đúng, về sau tất nhiên sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng, thậm chí nhất phi trùng thiên. Thứ nhất thành sau 7 ngày cử hành xây thành trì đại điển, rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập vào. Đang lúc tất cả mọi người mê mang lúc, Tiêu Phàm thanh âm vang vọng tứ phương. Cái gì, chúng ta còn có thể gia nhập vào thứ nhất thành? Lần tiếp theo, cho dù trời sập xuống, ta nhất định không trốn. Ta muốn gia nhập vào thứ nhất thành. Thứ nhất thành ra người nghe được Tiêu Phàm mà nói, lập tức vui mừng khôn xiết, nhao nhao suy nghĩ gia nhập vào thứ nhất thành. Thứ nhất thành thực lực đã chiếm được chứng thực, nếu như gia nhập vào thứ nhất thành, tương lai cũng tất nhiên nhiều hơn một núi dựa lớn. Bây giờ, Tu La trên đỉnh, Thanh Giả Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, thần sắc ngưng lại nhìn xem Tiêu Phàm đạo, người muốn thiết lập thế lực, còn không có trưng cầu ta U Vân Phủ đồng ý. Đa tạ Thanh cô nương xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Thanh Giả Vũ, hơi hơi thi lễ nói. Hừ, Thanh Giả Vũ còn chưa mở miệng, sau lưng nàng nha hoàn Tiểu Điệp liền lạnh rên một tiếng, Tiêu Phàm thái độ trước đây vẫn như cũ để cho nàng 10 phần khó chịu. Tiêu Phàm lơ đễnh, cười cười nói Tiêu mỗ chỉ là xây thành trì mà thôi, cũng không phải thiết lập thế lực gì. Thanh Giả Vũ còn tưởng rằng Tiêu Phàm phục nhuyễn, nhưng mà, tiếp xuống một câu nói, suýt chút nữa nhường Thanh Giả Vũ nổi trận lôi đình. Bất quá Tiêu mỗ vẫn là câu nói kia, ta như thiết lập thế lực, đồng dạng không cần sự đồng ý của người nào. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng lại, trong mắt lộ ra vô tận phong mang. Thanh Giả Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chặp Tiêu Phàm đạo, ngươi sẽ không sợ U Vân Phủ diệt ngươi thứ nhất thành. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Thần Thiên Nhiêu bọn người tất cả đều đạp không dựng lên, đứng tại Tiêu Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thanh Giả Vũ, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đương nhiên sợ, Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, đào, bất quá, ta tin tưởng, trước đó ta có thể đào tẩu, chắc hẳn khác bát phủ 12 tông là vui lòng thu lưu ta. Ngươi dám uy hiếp ta, Thanh Giả Vũ mở chừng hai mắt, Tiêu Phàm cũng dám uy hiếp nàng, cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Không thể nói là uy hiếp, tất nhiên lời nói đều làm rõ, cái kia cũng không cần thiết giấu giếm, ta diệt Thiên Âm Tông,
Đối với U Vân Phủ tới nói, là một công lớn, U Vân Phủ không ban thưởng thì cũng thôi đi, còn để cho ngươi tới hỏi tội. Nếu như về sau còn có loại chuyện này, ta muốn hẳn là không tâm tình đi quản. Tiêu Phàm nhạt, nhạt đảo. Thanh Giả Vũ mí mắt một hồi nhảy lên, nàng làm sao không biết Tiêu Phàm ý tứ đâu. Thứ nhất Thành Diệt Thiên Thi Tông gian tế Thiên Âm Tông, ngươi chẳng những không ban thưởng, còn hưng sư vấn tội. Ngươi U Vân Phủ tất nhiên cường đại, nhưng phía dưới một chút tam lưu thế lực cũng không phải ăn cơm khô, tất cả tam lưu thế lực nếu là đồng tâm hiệp lực, ngươi U Vân Phủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu là rét lạnh một đám tam lưu thế lực tâm, về sau khác bát phủ 13 tông phái ra gian tế, chắc chắn cũng không có người để ý tới. Hừ, Thanh Giả Vũ lạnh rên một tiếng, lại nói chuyện này tạm thời để qua một bên, liền bản cô nương cũng dám lợi dụng, ngươi rất tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thanh Giả Vũ biết, cho dù không có hắn ra tay, Tiêu Phàm chắc chắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi đi Âm Tuyệt. Dù sao, nàng đến sau này, Tiêu Phàm thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, ai biết Tiêu Phàm còn có cái gì thủ đoạn khác không có thi triển ra đấy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng không có trả lời thẳng cái gì, Thanh Giả Vũ vốn cũng không phải hắn trong kế hoạch một vòng, sự xuất hiện của nàng, ngược lại suýt chút nữa hỏng Tiêu Phàm kế hoạch. Thanh cô nương có lời gì cứ nói a, tất cả mọi người là người thông minh, làm rõ thực sự. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hắn biết nữ tử trước mắt này một câu nói thật có thể uy hiếp được Tu La Điện an nguy, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không phải ngồi không. Thanh Giả Vũ híp híp hai mắt, gật đầu nói, ta có thể thừa nhận thứ nhất thành vì tam lưu thế lực, nhưng hàng năm nhất định phải lên giao 10 vạn bên trong phẩm thần thạch cung phụng. Các loại, không đợi Thanh Giả Vũ nói hết lời, Tiêu Phàm liền đưa tay ngắt lời nói, ngươi vừa mới nói cái gì 10 vạn, cái gì cung phụng. Công tử, nhỏ yếu thế lực phải hướng thế lực cường đại nộp lên cung phụng, đây là quy củ. Hàn Lê nhỏ giọng cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Cái gì phá quy củ? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng đạo, lạnh lùng trừng Hàn Lê một mắt. Nói đùa cái gì, 10 vạn bên trong phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với 1000 vạn hạ phẩm thần thạch a, hơn nữa còn là một năm một lần. 1000 vạn hạ phẩm thần thạch, cũng không phải 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch, như thế giao ra, Tiêu Phàm làm sao không đau lòng đây. Bây giờ Tu La Điện vừa mới cất bước, thiếu nhất chính là thần thạch, nhưng hắn cam tâm tình nguyện hàng năm nộp lên 10 vạn bên trong phẩm thần thạch, còn không bằng giết hắn. Nộp lên cung phụng, không chỉ là quy củ, cũng có thể bảo đảm ngươi thứ nhất thành an ổn. Thanh Giả Vũ lạnh rên một tiếng đạo. Chiếu ngươi ý tứ, chính là giao phí bảo hộ. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng nói. Không tệ, chính là phí bảo hộ. Thanh Giả Vũ cũng 10 phần ưu việt đạo, nghe đến chữ đó mắt nàng cũng cảm giác 10 phần mới lạ. Nhưng mà thân là U Vân Phủ chủ chi nữ nàng, tự nhiên không thể đọa U Vân Phủ uy danh. Ta nếu không giao đâu? Tiêu Phàm hai mắt ngưng lại. Không giao? Thanh Giả Vũ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nghĩ cự giao cung phụng, thần sắc cũng biến thành không dễ nhìn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, không giao cung phụng, nếu là khác tam lưu thế lực muốn đối phó ngươi thứ nhất thành, nhưng là đừng trách ta U Vân Phủ mặc kệ. Yên tâm, chỉ cần ngươi U Vân Phủ không đối phó ta thứ nhất thành, những thứ khác tam lưu thế lực tới bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu. Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tam lưu thế lực tới bao nhiêu diệt bao nhiêu, coi như U Vân Phủ cũng chưa từng như vậy dũng khí nói mạnh miệng a, huống chi ngươi thứ nhất thành cái này địa phương nhỏ. Ngươi cho rằng bằng vào mấy cái kia trận pháp, liền có thể bảo hộ thứ nhất thành an toàn sao? Thanh Giả Vũ âm thanh như xương, băng lãnh đến cực điểm. Mọi người thần sắc ngưng lại, mấy cái kia trận pháp phối hợp lại, chính xác uy lực vô tận, mấy ngày liền âm tông đại bộ phận cường giả đều bị Tiêu Phàm hủy diệt. Nhưng mà cũng đừng quên, đó là bởi vì Thiên Âm Tông bị lừa vào thứ nhất thành kết quả, nếu như Thiên Âm Tông không có tiến vào thứ nhất thành, cái kia trận pháp căn bản là không làm gì được bọn họ. Chính như Thanh Giả Vũ nói tới, bằng vào mấy cái này trận pháp, là không thể nào bảo hộ thứ nhất thành an toàn. Ta muốn như thế nào bảo hộ thứ nhất thành, có vẻ như chuyện không liên quan tới ngươi a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì, Thanh cô nương có thể đi, Tiêu mỗ không tiến. Ngươi, Thanh Giả Vũ tức giận, như thế nào đường đường U Vân Phủ phủ chủ chi nữ, hôm nay nếu như bị một cái bất nhập lưu thế lực cho đuổi ra ngoài, về sau nàng cũng liền mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, Thanh Giả Vũ chứng kiến thứ nhất thành hung hãn, cũng không dám ở đây phát tác, nếu như Tiêu Phàm có lòng muốn giết hắn, bố trí trận pháp này, nàng thật vẫn chưa chắc có thể trốn được. Hàn Lê bọn người không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích Thanh Giả Vũ, không khỏi rầm rầm nuốt nước miếng một cái,
Nếu như Thứ Nhất Thành trêu chọc U Vân Phủ cái này đại địch, bọn hắn thật không biết như thế nào cho phải. Kỳ thực Tiêu Phàm cũng không muốn trêu chọc U Vân Phủ, nhưng mà, hắn Tiêu Phàm thiết lập Tu La Điện cùng Thứ Nhất Thành, chính là vì tự do, cũng không phải vẻn vẹn vì quyền hạn, tự nhiên không muốn lên giao cái gì cung phụng. Huống hồ, U Vân Phủ còn không có cường đại đến để cho mình sợ tình cảnh, cùng lắm thì mang theo Tu La Điện người ly khai nơi này chính là. Đương nhiên, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, cũng không phải Tiêu Phàm làm người, tất nhiên ở đây thiết lập Thứ Nhất Thành, chính là muốn cho Tu La Điện cắm rễ ở đây. Hàn Lê, tiễn khách, Tiêu Phàm nhất vung áo bào, quay người hướng về Tu La Điện bay đi. Hàn Lê sầm mặt lại, bất quá vẫn là khẽ cắn môi tiến lên, hơi hơi thi lễ nói, Giả Vũ tiên tử, thỉnh. Thanh Giả Vũ tức thiếu chút nữa dậm chân, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ngươi dừng lại. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hắn đối với Thanh Giả Vũ căn bản vốn không cảm mạo, dựa vào cái gì ngươi muốn ta dừng lại, ta liền phải dừng lại đâu. Chỉ một thoáng, Thanh Giả Vũ tỏa ra khí tức đáng sợ, bóng hình xinh đẹp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, chặn đường đi của hắn lại. Hàn Lê bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, Thanh Giả Vũ cũng không có đối với Tiêu Phàm động thủ, chỉ là ngăn lại hắn rời đi mà thôi. Còn có cái gì muốn chỉ giáo sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, híp hai mắt nhìn xem Thanh Giả Vũ. Ngươi có thể không giao cung phụng. Thanh Giả Vũ thở sâu, ngưng thanh đảo, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Cái gì, không giao cung phụng? Hàn Lê bọn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ Thanh Giả Vũ sợ Tiêu Phàm? Không phải a, U Vân Phủ cường đại thế nhưng là xâm nhập lòng người, có lẽ chỉ cần Thanh Giả Vũ một câu nói, liền sẽ có đại lượng cổ thần cường giả giết đến nơi đây, hủy diệt Thứ Nhất Thành cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Liền Tiêu Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn biết, thiên hạ chắc chắn không có cơm trưa miễn phí, ngưng thanh đạo, nói đi, cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, có thể làm cho Thanh Giả Vũ nhượng bộ sự tình, chắc chắn không đơn giản. Nếu như ngay cả cổ thần cảnh đều không làm được, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi chịu chết. Ta muốn mời ngươi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu. Thanh Giả Vũ hít sâu một cái nói xong, trong mắt của nàng nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm đáp án. Nghe được thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu mấy chữ này, Hàn Lê biến sắc, mà Quân Như Hoan nhưng là thần sắc hơi hơi ngưng lại, ánh mắt lấp léo không ngừng. Cái gì thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Thanh Giả Vũ. Ngươi không biết? Thanh Giả Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm làm sao biết cái gì thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, hắn chỉ là vừa tới đây giới mà thôi, bất quá, bản thân hắn không biết, cũng không đại biểu hắn thật sự không biết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm tâm thần tại giao ba đao trong trí nhớ quét một chút, lập tức hiểu được. Bây giờ biết, Tiêu Phàm nói, thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, chính là thiên vũ vực, cửu phủ 13 tông dắt tay cử hành mỗi 10 năm một lần tái sự, chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể tham gia. Các đại thế lực xếp hạng càng mạnh, tài hạ một người trong 10 năm, liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, bởi vậy, đây đối với cửu phủ 13 tông tới nói, là một hồi cực lớn thịnh hội. Mà có thể tham gia thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu nhân, cũng là tất cả phủ các tông tuyệt thế thiên mới. Thanh Giả Vũ cũng là coi trọng Tiêu Phàm thực lực, cho nên lúc này mới mời Tiêu Phàm tham gia. Đã biết, Thanh Giả Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, chính mình không nói gì, ngươi sẽ biết. Bất quá ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Lê trên thân lúc, lập tức liền hiểu, nàng rõ ràng cho là Hàn Lê cho Tiêu Phàm truyền âm. Ta có thể tham gia, bất quá ta nghĩ biết có chỗ tốt gì. Tiêu Phàm gật đầu nói. Công tử, thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu là 10 phần tàn khốc, không phải ngươi vốn liền là ta chết. Hàn Lê nhìn thấy Tiêu Phàm phải đáp ứng, vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng không sống nổi, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm thế nhưng là ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm lườm Hàn Lê một mắt, tựa như vô cùng khó chịu cái kia tham sống sợ chết tính cách, có đôi khi, người sống phải càng lâu, lại càng sợ chết. Mà tu sĩ, một khi sợ chết, liền sẽ mất đi cái kia một cỗ phong duệ chi khí, muốn tiếp tục đột phá, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng nhìn Hàn Lê bây giờ là cổ thần cảnh cường giả, có thể Tiêu Phàm tin tưởng, không bao lâu, Tu La Điện rất nhiều tu sĩ đều sẽ vung hắn một con đường. Miễn trừ ngươi Thứ Nhất Thành một năm 10 vạn trung phẩm thần thạch cung phụng, còn chưa đủ à? Thanh Giả Vũ lông mày vặn lại với nhau, nàng cũng không muốn Tiêu Phàm công phu sư tử ngoạm. Ta như cho U Vân Phủ đoạt được trước ba chi danh,
U Vân Phủ thu được thật tốt chỗ chẳng lẽ chỉ trị giá hàng năm 10 vạn trung phẩm thần thạch sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Trước ba, ngươi thực có can đảm nghĩ. Thanh Giả Vũ trong lòng cũng bị Tiêu Phàm sợ hết hồn. Cũng khó trách nàng không tin, U Vân Phủ từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ cướp đoạt qua trước ba, cơ hồ cũng là tại cuối cùng vài tên bồi hồi. Đương nhiên, nếu như có thể tranh đoạt trước ba, U Vân Phủ lấy được tài nguyên cùng chỗ tốt không cách nào tưởng tượng, đừng nói một năm 10 vạn trung phẩm thần thạch, chính là 100 vạn, vậy cũng đáng giá a. Hàn Lê cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, liền Quân Như Hoan cũng có chút động dung, Thiên Vũ vực vô cùng mênh mông, cửu phủ 13 tông thiên tài vô số, muốn thu được trước ba, không khác thiên phương dạ đàm. Ngươi nếu là có thể thu được trước ba, thứ nhất thành vĩnh viễn không cần giao cung phụng. Thanh Giả Vũ suy nghĩ một chút nói. Lời này của ngươi lừa gạt một chút đứa trẻ 3 tuổi vẫn được, ta nếu có thể thu được thiên thần bảng tranh đoạt thi đấu, Thiên Vũ vực to lớn, nơi nào không có ta thứ nhất thành đất đặt chân. Tiêu Phàm cười lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Thanh Giả Vũ lập tức mặt đỏ tới mang tai, nếu như Tiêu Phàm thật có thể thu được trước ba, đến lúc đó, khác bát phủ 13 tông, chắc chắn đều sẽ mời Tiêu Phàm, vậy cái này điều kiện chính xác chỉ là một chê cười. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thở sâu, Thanh Giả Vũ cắn khinh bạc bờ môi đảo. Hết tập 140.